Hi, xin chào tất cả các chị yêu của shop Nga BM. Các chị ơi, chiều nay em cố gắng em lên khoảng tầm một lúc các chị yêu nhá. Dành một lúc em lên buổi chiều với cái live cuối cùng trước khi nghỉ Tết các chị ạ. Cho nên là nếu mà chiều nay chị yêu nào rảnh thứ bảy thì chắc chắn nhiều chị yêu nếu mà được nghỉ rảnh đón ông công ông táo xong rồi các chị yêu lên cùng em Nga nhá. Em sẽ lên một lúc trong live buổi chiều tối nay. Chiều nay ạ, cho nên chị nào mà còn chưa dinh những sản phẩm gì các chị yêu hãy lên cùng em đi ạ. Và tất nhiên là chiều tối nay nhưng mà nhiều những cái đồ này em nói thật sự em lên cho các chị nhưng mà toàn đồ mà các chị thấy rất là đẹp, cực kỳ xinh. Nếu như chị nào mà chưa mua cho mình những cái gì đấy để diễn Tết thì các chị mua đi các chị nhá. Bởi vì nó quá đẹp, giống như cả cây em đang mặc đây ạ. Các chị nhìn thấy nó nào, xinh không các chị ơi? Cái áo nha các chị nha, nó hơi lệch một tí xíu như thế này. Siêu xinh luôn nhá. Đến giờ mà em mới biết là em có những cái áo, em còn những cái áo như thế này. Để làm sao các chị em mình mặc, ví dụ như cái thời tiết mà Tết ấy, nó không quá lạnh nha các chị nhá. Thời tiết mà nó không quá lạnh, các chị dinh cho em cái áo này, quá xinh luôn. Em đang mặc ở đây là màu đỏ các chị nhá. Em đang mặc màu đỏ, cực kỳ xinh. Áo này thì em bao vừa cho các chị yêu khoảng tầm 54 cân, 55 cân đổ về mặc cho em cái áo này size M. Màu đỏ em chỉ có 2 chiếc size M thôi. Áo này em còn 4 chiếc, màu đỏ có 2 chiếc size M. 2 chiếc size M và màu đen thì em có Màu đen em xem có size gì này. Em có đen và đỏ các chị ạ. Em đang mặc màu đỏ các chị nhá, xinh quá trời luôn nhá. Màu đỏ em còn M, đen em còn M. Đỏ và đen em đều còn M nhá. Áo thiết kế kiểu nhúng nhúng như thế này này. Mặc lên nó rất là gọn luôn các chị ạ, nó có co giãn luôn, áo siêu thích. Áo này của em Nga thì nó là dòng xuất hàng. Áo của em Nga đang cầm tay ở đây thì nó là dòng xuất hàng nhá. Đây xem nó có phải cùng mã không. Đấy, chị nào đang nhìn thấy em Nga cho em Nga một nút tương tác với ạ. Chờ chút xíu để xem nó cùng mã không. Rồi, wow, xinh quá luôn. Đen em có 1L các chị ạ. Đen em có 2M, 1L các chị nhá. Đen em có 2M và 1L. Rồi, 54 cân, 54 cân các chị mặc cho em size M. 54 cân đổ về mặc M. Màu đen có duy nhất một chiếc size L cho 59 cân các chị nhá. Đã, chị nào mà đang kiếm tìm cho em cái chiếc áo này nhanh tay lên đơn. Áo này này, các chị nào mà dinh được này, các chị mấy nữa sẽ thấy cực kỳ thích. Bởi vì sao? Ra Tết ý ạ, mặc ví dụ như trong Tết thời tiết nó không quá lạnh, các chị chỉ diện đúng như thế này cho em nha thôi. À, nếu mà thời tiết, nếu mà Tết nó không quá lạnh, các chị diện đúng cho em một cây như thế này, mặc lên nó rất là xinh. Áo này các chị có thể mix với chân váy hay các kiểu đều rất là đẹp nhá các chị nhá. Em buông dáng áo này, các chị ngắm. Nếu mà các chị nào mix với quần nhá, cái áo của nó, cái vạt của nó này, hơi giống giống chéo như này. Nhưng khi chị em mình mặc lên nó rất là gọn, gọn eo cực kỳ luôn. Chị nào có 54 cân dưới 55 cân mặc cho em áo này size M. Em đang mặc là size M, chị Đông Hương à. Chị Đông Hương bao nhiêu cân ạ? À? Áo này những chị nào người nhỏ mặc được ạ? À? Cái này những cái áo này thì của em Nga chị nào nhỏ mặc được nhá. Áo em chỉ có ML thôi. Đen thì em có size L, còn đỏ thì em còn M nhá. M như em Nga đang mặc 54 cân. Đấy ạ, 54 cân các chị mặc đẹp cho em Nga. Đấy 55 cân người gọi ok ạ. À. Đó. Màu đen thì em có duy nhất một chiếc size L cho chị nào 58 59 cân mặc size L dùm em Nga. Comment hộ em đúng cú pháp áo sẽ là mã M1, chân váy là mã M2. Đấy ạ. À. Áo sẽ là mã M1 các chị nhá. Ngày hôm nay này em còn 5 chiếc cuối cùng. Lên đơn cho các chị yêu mức giá đi ạ. Chưa nhận được đồ Nga ơi, kiểm tra đơn của chị Trần Lợi này. Ok chị Trần Lợi ạ. Rồi đấy, chị nào mà chưa nhận được đơn hàng gì trong quá trình đợt này ấy, các chị ơi, đợt này thì đơn thì nhiều khi nó là bị quá tải này. Không những quá tải ở shop em mà còn quá tải ở cái đơn vị vận chuyển các chị ạ. Thành ra là các bạn ấy cũng đã nỗ lực hết sức rồi đấy ạ. Nhưng mà nhiều khi là đơn nó quá tải ở tất cả mọi nơi đúng không ạ. Tất cả đợt này ai cũng mua online nhiều, thành ra là đơn quá tải nhiều. Nên có thể đơn hàng bình thường các chị nhận, ví dụ như đơn hàng có thể các chị nhận là bình thường là 1 đến 2 hôm, hoặc chị nào lâu là 3 hôm các chị nhận được đúng không ạ. Thì đợt này có thể nó bị chậm hơn 1-2 ngày. Các chị thông cảm dùm em một chút xíu nhá các chị nhá. Thông cảm dùm em Nga một chút xíu ạ. 48 cân chị cao bao nhiêu? 48 cân là chị có thể hả? Nếu mà 48 cân cao 1m50 chị mặc M thôi chị Đông Hương nhá. 48 cân cao 1m50 mặc cái này cho em size M ok đấy ạ. Đấy, bởi vì cái dáng này nó tự ôm form vào cơ thể. Em chào chị Kiu Phan này á. Em chào chị Nương Nhung. Chị Nương Nhung ơi, váy M2 đây. Váy M2 em còn một chiếc, em đang mặc tí em dành cho các chị giá tặng luôn này. Đấy, chị nào lấy nhá, lên đơn hộ em áo này mã M1 ạ. Cực kỳ xinh. Áo này thì các chị mặc cho em. Áo này các chị dụ như là sau Tết em có thể về những cái dòng áo này cho các chị mặc là vừa phù hợp luôn. Đấy, nhưng mà em bán luôn cho các chị yêu này. Chị nào lấy lên đơn hộ em áo này mức giá cho em Nga. Áo này hôm nay em dành cho các chị 5 chiếc cuối cùng đi ạ.
tặng đầu like cho các chị yêu với mức giá là, cho em nút chia sẻ các chị nhá. Các chị cho em nút chia sẻ đi ạ. Năm áo này em xin phép được tặng cho các chị yêu. Cho em xin một nút chia sẻ. Em sale luôn cho các chị yêu này. Áo này em sale luôn cho các chị yêu mức giá là 300.000 tròn đi. Đúng không ạ? Áo này chị nào lấy nhá, cho em nút chia sẻ em mới chốt đơn giá 300. Chị nào lấy chia sẻ giùm em. Comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn. Chân váy này thì em chỉ còn duy nhất size em đang mặc thôi ạ. Chân váy này thì còn duy nhất size M em đang mặc thôi. Chị nào lấy ghi hộ em là M1, em ưu tiên cho chị nào có chia sẻ chốt đơn với mức giá là 300.000 chiếc áo này. Comment hộ em đúng cú pháp là M1. Màu đỏ thì em còn size M, màu đen thì em có M và L. Đỏ có 2M, đen có 2M và 1L. Em đang mặc áo này là size M nhá. Chị nào lấy comment hộ em đúng cú pháp là M1. Áo này siêu sướng. Chất áo này các chị quay máy giặt thoải mái cho em nha. Các chị yêu nha. Áo này của em Nga là dòng xuất Hàn. Lưu ý cho em nha nhá. Áo của em Nga nó là xuất Hàn. Không bao giờ nhăn, không bao giờ nhăn luôn các chị nhá. Áo này các chị cứ vò vún hay kiểu gì cho em nha, không bao giờ nhăn luôn ạ. Ok chị Thúy Phạm, một M đỏ ấy, size M em chốt đơn này. Không bao giờ nhăn, thoải mái quay trong máy giặt cùng em. Đấy, em có 2 M đỏ thôi, em đang mặc size M. Chị nào lấy nhanh tay ạ. Hôm nay em chốt cho các chị là 300.000. Ok chị Thúy Phạm, một M đỏ em chốt đơn này. Comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn. Áo em màu đỏ em còn một chiếc, đen em còn 2 M và 1 L nữa tí em mặc đen. Chân váy này thì em còn duy nhất một duy nhất size em Nga đang mặc dành cho chị nào khoảng tầm 55 cân đổ về chốt đơn cho em chân váy em đang mặc. Chị nào lấy em sale cho các chị yêu là 470.000. Đấy ạ, chị Long Hương một mớ áo màu đỏ nữa em chốt đơn này, em hết áo đỏ luôn này. Đấy ạ. Cho em nút chia sẻ đi ạ, ưu tiên cho chị nào chốt chia sẻ bởi vì áo này 300.000, áo này của em là hàng xuất Hàn, các chị nhận hàng các chị biết. Áo này của em Nga là hàng xuất Hàn nhá, chất siêu sướng luôn. Cho em nút chia sẻ đi ạ, cho em nút chia sẻ em chốt đơn nhá, 300.000. Đấy ạ. Còn chân váy ạ, 470.000 ạ, 470.000 cho chân váy em đang mặc. Chị nào 55 cân tính theo chiều cao 1m6 ạ, eo 75. Các chị comment hộ em cái chân váy này, 450.000 cho chị Trang Nguyên, chân váy em đang mặc. À 400, em nói bao nhiêu nhỉ? 470. 470.000. Thôi chốt nói 450.000, chốt luôn 450.000 cho chị Trang Nguyên. Ok, chân váy này cho chị Trang Nguyên. Màu chị Trang Nguyên có chia sẻ ok ạ. Size M luôn. Ok chị Trang Nguyên em chốt đơn. Rồi ạ, chị nào lấy nhá, comment hộ em đúng cú pháp. Áo em còn màu đen, bây giờ em sẽ mặc nốt đen này. Em mặc màu đen cho các chị nhá. Đấy ạ, chân váy em chốt cho chị Trang Nguyên nó có chia sẻ. Vô cùng luôn 450. Đấy ạ, chốt 450. Theo hộ em. Siêu đẹp luôn. Áo này chị nào mà mua được thì em Nga siêu sướng luôn các chị nhá. M1 không có màu trắng thì Khánh Tâm Thi ơi, M1 em chỉ còn đen thôi ạ. M1 em còn đen thôi nha, em hết không còn trắng. Không có trắng các chị ạ. Áo nó sẽ hơi lệch một chút xíu như thế này. Các chị mặc áo bên trong, áo chip bên trong ấy. Cực kỳ xinh luôn. Cái kim băng cài này tùy các chị nhá. Kim băng cài này về các chị cài đẩy lên cho em một chút xíu. Kim băng cài về các chị cài nùi lên hộ em một chút xíu nhá. Nó đang cài với em không muốn chỉnh nữa. Đây. Các chị ơi, chị nào lấy màu đen nhá. M1 chỉ có màu đen thôi ạ. M1 bây giờ em chỉ còn đen thôi ạ. Đây ạ. Đẹp lắm luôn. Đây ạ. Xinh xuất sắc. Em nói thật sự luôn. Chị nào lấy nhanh tay chốt đơn hộ em 300.000 cho chiếc áo này siêu đẹp. Đây ạ, màu đen cũng sang. Sang lắm luôn các chị nhá. Sang lắm luôn các chị ạ. Đấy ạ, nên chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em nha. Màu em đang mặc là màu đen các chị nhá. Rồi, chị nào thích thì các chị chốt đơn hộ em. Comment hộ em đúng cú pháp ạ. Đây ạ, không cho chị nào hỏi em áo vest này. Em khoác áo vest luôn cho các chị. Đây, áo này thì em kiểm này, em còn mấy chiếc nữa này. Chờ em tí xíu chị ơi. Chờ em tí xíu nhá. Rồi, đây ạ, em tiện nhá. Chị nào bên trong, các chị có thể mặc áo bra. Mặc áo bra dùm em. Mặc áo bra dùm em nhá. Còn áo bra không nhỉ? Còn áo bra gì không? Còn nẻ áo bra gì không? Đây ạ, để chị mặc áo bra luôn. Chị nên cùng với cái áo vest này. Đây ạ, đẹp lắm luôn để các chị diện Tết. Xinh xuất sắc ạ. À. Em cao có 1m54 thôi. À, mặc em Nga mặc là em cao có 1m54 và em nặng 55 cân hơn nhá các chị nhá. Em nặng 55 cân hơn nhưng vai trên của em Nga tương đương với người 53 cân rưỡi.
tương đương với người 53 cân rưỡi đấy ạ, tương đương với người 53 cân rưỡi đây ạ. Chờ em xem em còn gì nhá, mẫu áo nào em lên cho các chị này. Kéo á, bra cần tí xíu nhá, để em mặc cái mơ một cái bra lại có riêng dơ luôn cho các chị đây. Đây để em mặc cái áo bra này em lên cho các chị ngắm cho em, thì nó các chị vừa mới xinh đẹp lắm. Áo em nó mặc là màu đen nhá, chị nào lấy áo bên trong áo mờ một của em nga màu đen thì chút đơn màu đen. Yên tâm các chị ạ, à, em sẽ lên nên có lên còn mấy cái set gì em sẽ lên các chị. À váy đỏ đằng sau em chỉ còn mờ thôi chị Nguyễn Thị Truyền ơi. Chị Nguyễn Viên chị Trung Nguyên hỏi áo chị đang mặc bán rồi ạ. Áo em đang mặc là bán rồi đúng rồi ạ. Áo em đang mặc em còn hai chiếc size M, một chiếc size L nhá. Đây, ví dụ như là nếu thời tiết nó không quá lạnh nữa các chị có thể mặc chân váy này. Mới cho em kéo bra như thế này. Mới cho em kéo bra như thế này nhá các chị nhá. Khoa cho em kéo vest như thế này rất là xinh, cực kỳ đẹp. Áo vest này các chị có thể có chân váy này, chân váy ren cũng được, chân váy ren cũng được, chân váy dài cũng được, mọi thứ cho em đều rất là đẹp. Chị thừa võ là cái gì vậy đấy ạ? À lên ít xếp bộ, ít xếp bộ, nhưng mà thật ra nếu mà bây giờ chị hỏi em lên xếp bộ thì em không biết là ví dụ xếp bộ là chị có nhu cầu về xếp bộ gì. Đấy ạ, xếp bộ như thế nào? Bộ bây giờ thì em nói thật sự là bộ hàng cao cấp và hàng siêu cao cấp nhà em gần như là không còn nữa. Mà bây giờ em chỉ còn những cái là bộ một số bộ nẻ, bộ mà của hàng siêu cấp thôi, hoặc là bộ mới thôi. Bộ mới rồi, bộ xuân hè rồi. Đấy ạ. Chứ còn bây giờ là em còn hàng đông là gần như em không còn. Ví dụ như đây các chị này, những cái hàng nhẹ nhàng như thế này để cho các chị mặc kiểu dụ ra du xuân là các chị, ví dụ các chị nhiều chị là thời tiết nó không quá lạnh là các chị vẫn cứ mặc như em đang mặc như thế này. Đó. Áo vest này nha các chị nha, hôm nay em cũng nên cho các chị giá sale này, chị nào lấy nhanh tay chốt đơn nha, em đảm bảo luôn. Chị nào mà mua được cái áo vest này của nhà em nga. Áo vest này em có này, màu đây ạ, màu em đang mặc là màu nâu nhá. Chân váy này thì em chốt cho chị gì rồi nhỉ? Chị gì có chia sẻ rồi á? Chân váy em chốt cho chị có chia sẻ rồi. Đấy ạ. Trang Nguyên. Trang Nguyên rồi ạ. Thôi để tí nữa em mặc sang chân váy khác đi. Đây để em mặc chân váy khác nhá, bởi vì chân váy này có chị chia sẻ rồi. Đây, em mặc sang chân váy này, các chị này hỏi em. Chờ em tí xíu ạ. Đây, chị nào mà thích chân váy nhung, em đang mặc là chân váy nhung. Chân váy nhung để em mặc sang cái mẫu này ạ. Chờ em tí xem ạ. Nào, em thích chị Trang Nhung rồi. Đây ạ, chị nào có thể thích, các chị có thể lấy chân váy này cũng được ạ. Chị Trang Nhung này. Rồi. Đây các chị nhá. Đây ạ. À, em size chân váy này nhá, chân váy này của em Nga này. Chân váy này thì em có màu nâu em còn size M, màu đen em còn 1S 1L, như em đang mặc là em đang mặc size L đấy ạ, hơi rộng eo một chút xíu. Em đang mặc size L này chị nào khoảng tầm 59 cân nhá, dưới 60 cân đổ về các chị mặc cho em size L, có nghĩa là eo các chị dưới 80. Các chị chốt được cho em chân váy này của em Nga thì nó là chân váy siêu cấp. Em đang sale cho các chị chân váy này là 650.000 đúng không ạ?
chân váy này chị nào lấy này, em sale cho các chị là 650.000. Chị nào lấy nên hộ em chân váy mã là M. À đầm. Đầm này mã này là từ chân váy này của em Nga mã là M bao nhiêu nhỉ? M3 nha các chị. M3 em còn 1S, 1S, 1L. Size S cho chị nào dưới 50 cân, chân váy nhung ạ, chân váy nhung trước em hết rồi, chân váy nhung sau chờ em chút xíu ạ. Cái chân váy này chị nào lấy thì nên đơn cho em Nga là M3, em sale là 650.000. 650.000 các chị nhá, siêu đẹp luôn. Đây ạ. Các chị mặc cho em với áo bra, áo quay hay gì, em mặc nó hơi bị rộng một chút xíu ạ. Em mặc nó hơi bị rộng một chút xíu nhá các chị. Đấy. Vì em chỉ mặc chân váy này size M thôi. Đó. Size S cho chị nào khoảng tầm 50 cân đổ về, vòng eo khoảng 70 đổ về mặc cho em chân váy này size S. Chị nào dưới 60 cân nhưng vòng eo khoảng tầm dưới 80 đổ về mặc cho em chân váy này size L. Em sale M3 mức giá cho em Nga là 650.000, siêu đẹp luôn. Chân váy này nhà em Nga quá đẹp luôn ạ. Cho em cái chân váy nào chị nào lấy thì ghi hộ em chân váy em đang mặc mã M3 nhá. Chân váy nhung em hết mất rồi, 56 cân thì chân váy nhung 56 cân thì tí chị lấy sang cái mã sau chị Nguyễn Hướng ạ. Chân váy nhung chị lấy tí sang mã sau hộ em. Đã còn giày em đang đi thì em hết hàng rồi chị Vi Trần ơi. Giày em đang đi em hết hàng ạ. Chị nào lấy áo vest này? Áo vest này, nên hộ em áo vest này, áo đen 56 cân là mã M1 đúng chị Phạm Hương? Mã M1 em tặng là 300.000 đấy đúng chị Phạm Hương ơi? Chị Phạm Hương ơi, có phải là mã M1 này không ạ? Tại vì các chị comment sau ghi hộ em là mã với Nguyễn Liên Hương, cho Nguyễn Liên Hương cái chân váy M3 này đi CS luôn này. 650.000 cho Nguyễn Liên Hương một cái chân váy màu đen CS, ok Nguyễn Liên Hương luôn. Xinh lắm luôn. Cái này về chị nào thấp nhá, cắt gấu đi cho em đều được. Đấy ạ, chị nào thấp cắt gấu đi cho em nha. Xinh xuất sắc ạ. Đấy ạ, chị Ngô Huyền chân váy màu đen CL, ghi hộ em là M3 chị Ngô Huyền ơi. Ghi hộ em đúng cú pháp là M3 nhá. Chị nào vừa lấy áo này thì ghi hộ em áo này là M1 với ạ. Cái áo em mặc đầu line mà màu đen size L 56 cân ý. Chị nào 56 cân thì phải mặc L cái áo này. Nếu đúng áo này chị ghi hộ em là M1 với. Các chị ghi đúng cú pháp hộ em thì em mới chốt được đơn. Đấy ạ, bởi vì là em qua cái mẫu áo em mặc rồi nên là thành ra các chị comment sau ấy cho em đúng cái. Đây ạ, chân váy đây, màu đen một chiếc size S cho Nguyên Hương này. Đấy ạ. Chân váy đâu nhỉ? Chân váy một chiếc size S hai siêu cấp các chị nhá, em sale là 650. Ok này, Nguyên Hương một S này. Chị Ngô Huyền lấy chị Ngô Huyền mà lấy chân váy em màu đen CL ghi hộ em là M3 nhá chị nhá. Ghi hộ em là M3 với ạ. Chị Phạm Hương là áo đen. Chị Phạm Hương là vest đen em ơi, chị Phạm Hương đang nói là vest đen. À vest đen à, chị Ngô Huyền là chân váy N đen hay là cái gì ạ? Chân váy thì L đen nhưng mà vest thì lại là vest đen 55 cân ạ. À đây, chị Phạm Hương là vest đen chứ không phải là áo đen ạ. Ok ạ. Chờ em tí xíu nhá. Bây giờ em chốt sang vest này, vest em chưa báo giá. Em báo giá đã các chị nhá. Chị nào lấy chân váy này nữa thì em còn màu nâu size M và màu đen thì em đang mặc ở đây nó là size L nhá. Chị nào lấy chốt đơn. Vest này thì em có này, đen nâu em đều có size ML. Em tặng áo này, cái hàng này của em là hàng cao cấp nhá, hàng xịn nhá các chị nhá. Đấy à, các chị đang mua vest này là 1 triệu đấy. Size S là size em đang mặc. Size S là size em đang mặc nhá. Chị nào khoảng tầm 52 cân. Nếu mà các chị chỉ khoác đơn giản nhẹ nhàng như này là các chị 52 cân là mặc được cho em size S này. 56 cân thì mặc cho em size M và 60 cân các chị mẫu về các chị mặc cho em vest này size L đi. 60 61 cân đổ về mặc L cho em nha. Tức là khoảng tầm 52 cân, chị nào như em mặc cái này là các chị có thể 53 cân nhưng mà vai em nhỏ mà cho nên là chị nào mà lấy muốn nếu mà khoác như em Nga thì 53 cân cũng mặc được. Nhưng mà nếu mà không các chị chốt cho em khoảng tầm 52 cân. Đấy ạ, dưới 53 cân chốt cho em vest này size S. Tầm 56 cân nhá, 56 cân chốt đơn cho em size M. 60-61 cân đổ về chốt đơn cho em cái vest này size L dùm em nha. Em có màu đen và màu nâu. Đen và nâu các chị nhá. Áo vest đây ạ, màu đen và màu nâu SML. Chị nào lấy nhanh tay nhưng mỗi cái em chỉ còn một chiếc hoặc hai chiếc thôi nhá. Chị nào lấy thì nhanh tay ạ, hôm nay em sale cho các chị yêu là bao nhiêu ạ? 650.000 luôn ạ. 650.000 cho vest em đang cầm tay. Chị nào lấy nhanh tay ạ, 650. Comment của em một cú pháp là M4 ạ. Vest là M4 650.000, diện Tết du xuân mấy nữa các chị đều mặc những cái này quá xinh luôn. Các chị ra Tết nha hoặc trong Tết nha, chị nào mua mặc trong Tết cũng được. Đấy ạ, ra Tết các chị diện như thế này cho em Nga cũng rất là xinh. Và những cái vest này thì các chị diện cho em cực kỳ đẹp luôn, từ năm này qua năm khác, hàng cao cấp VIP cho em Nga. Comment hộ em vest là 650.000 hôm nay. Chị nào lấy lên đơn hộ em ạ, màu đen hoặc màu nâu nhá. Em chốt đơn, chị nào nhanh tay thì có đơn ạ. Comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn. Màu đen này. Hình như màu đen em nhớ không lầm là em có 1S, 1M, 1L gì đấy. Em không nhớ, em có, em sót một giây thôi. Chị nên ghi hộ em là M4 á. Chị Ngô Huyền M4 vest đen. Ok ạ, M4 vest đen. Các chị cho em đúng mã thì em chốt đơn nha. Ok, M4 cho chị Ngô Huyền này. Một chiếc vest đen size M em chốt đơn này. Rồi ạ,
nên áo khoác trời tí xíu nhá. Chị Ngô Huyền, một áo vest M4 này. Chị Phạm Hường, chị Phạm Hường lấy màu gì đấy ạ? Chị Phạm Hường 56 cân cao bao nhiêu nhỉ? Chị màu nâu cho chị Yên Phung này. Chị Phạm Hường, chị Phạm Hường khách mới cho em xin chiều cao đi ạ. Chị 56 cân chị cao bao nhiêu ạ? 56 cân cao bao nhiêu chị ơi? Nếu mà 56 cân mà người mà cao 1m55 hay là gì đấy thì mặc cho em size L cũng ok nhá. Mặc cho em size L cũng ok. Chị Yên Phung M4 này màu nâu size M ok ạ. M4 màu nâu size M. M4 màu nâu thì có một chiếc màu nâu size M đúng không em? Vét ấy, màu nâu ấy, một M. Màu nâu em có một M, em cho chị Yên Phung là em hết màu nâu size M luôn. Em còn size S và size L cho áo em đang mặc thôi. Đen cũng hết M. Đen em, đen là size M cũng hết luôn à? Có một M. Ok ạ, à, đen em có một M, em cho chị gì nhỉ? Ngô Huyền. Chị Ngô Huyền, chị Ngô Huyền bao nhiêu cân nhỉ? 1m55 cân. Ok, 1m55 cân. Em cho chị Ngô Huyền nhá. Chị em cho vét màu nâu, em cho chị Yên Phung và chị Ngô Huyền màu đen. Vậy là em hết size M rồi các chị nhá. Bây giờ em chỉ còn nâu S, đen S và nâu N, đen N thôi ạ. 650.000 chị nào lấy thì nhanh tay. Chị Hòa Phan M4 đen S ạ. Ok ạ, à, chị Hòa Phan M4 đen S em chốt đơn. Nâu M bây giờ chị ở chế độ dự phòng mất rồi. Nâu M bây giờ là chị Phạm Hường nếu cao 1m55 mà nặng 56 cân lấy vest đen size L ạ. Chị Phạm Hường vest đen size L. Chị Phạm Hường cao 1m55 mà 56 cân thì lấy vest này cho em size L. Đấy ạ. Mà size L dùm em nhá. Vest màu đen size M chị Nhị Đỗ Thị là ở chế độ dự phòng dùm em. Chị Minh Thu nâu size M bây giờ chế độ dự phòng mất rồi chị ơi. Tại vì em sale. Chị Yến Linh màu nâu size S cho chị Yến Linh ok. Chị Yến Linh nâu S này. Chị Yến Linh nâu S này hết S nâu cho em. Chị Yến Linh nâu S này. Rồi ạ. Chị Yến Linh nâu S em chốt đơn cho chị Yến Linh nâu S nhá. Chị nào lấy nhanh tay comment hộ em. Đấy ạ, chị nào lấy thì nhanh tay comment hộ em đúng cú pháp nhá. Size M hết rồi, mỗi cái cứ có một chiếc size M thôi. Cho nên hôm nay em sale cho các chị là 650.000 siêu đẹp luôn. Chị nào lấy nhanh tay nhá comment. Đấy, em mặc màu đen nha. Nâu này, nâu bây giờ em chỉ có S và có N thôi. Nâu em còn hình còn mấy S, mấy N em ơi? Nâu còn 1S, 1N. Nâu em chỉ còn duy nhất một chiếc size S, một chiếc size L thôi. Đấy, chị nào nhanh tay thì comment hộ em đúng cú pháp là M4 650.000 hôm nay thôi. Đấy, lên hộ em là M4 nhá, 650.000. Em còn một chiếc size S màu nâu và một chiếc size L màu nâu sale 650. Siêu đẹp luôn. Đen còn gì? 1S1N. Đen cũng còn 1S1L. Rồi. Đen còn 1S1N, nâu còn 1S1N. Chị nào nhanh tay thì comment hộ em ạ. À. Em mặc size S nha các chị, em đang khoác size S đây ạ. À. Em khoác S cũng được, khoác M cũng được ạ. À. Đây ạ. Đây. Size M chế độ dự phòng. Đây ạ. À. Chị nào lấy màu đen này, lên đơn hộ em là màu đen siêu đẹp. Nếu mà các chị mặc màu đen nhá, các chị có thể mix chân váy màu nâu giùm em. Chân váy này thì em còn duy nhất một chiếc size L màu đen em đang mặc. Dành cho chị nào khoảng tầm 59 dưới 60 cân, eo dưới 80 chốt đơn cho em nha. Chị nào? Chị Hồng Mơ. Chị Hồng Mơ, S đen à? Chị Hồng Mơ khách mới cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. Chị Hồng Mơ khách mới áo vest đen size S cho em chiều cao cân nặng với ạ. Đây. Các chị nhá. Đây ạ, chân váy màu nâu này, chân váy màu nâu thì em còn một chiếc size M đúng size em 55 cân luôn. Chân váy màu nâu thì nó là size M đúng size em mặc luôn 55 cân. Tí nữa em sẽ mặc các chị cho các chị nhìn cái màu nâu này. Xinh lắm luôn. Màu nâu 55 cân, chân váy em đang mặc, chị nào lấy thì comment hộ em sale lốt cho các chị cũng là 650.000, chân váy này là siêu cấp ạ. Comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn nha. Rồi ạ, màu đen cho chốt cho chị. Chị Lý Hoa 53 cân ạ, 53 cân thì chị Lý Hoa nên mặc cho em size M ở chế độ dự phòng đi chị Lý Hoa. Chị Lý Hoa 53 cân nhưng cao bao nhiêu nhỉ? Chị Hồng Mơ cao 1m53 49 cân chuẩn size S như em đang mặc luôn, quá đẹp luôn ý ạ. Chị Hồng Mơ mặc cái này là chuẩn đẹp luôn. Không có một điểm gì chê luôn. Đấy ạ. Ok chị Hồng Mơ em chốt đơn. Chân váy á, cạp chân váy này chun không? Chân váy này thì không phải là cạp chun chị Tú Trương ạ. Cạp chun em cạp chun thì em hết đen rồi. Cạp chun thì em hết đen rồi, em chỉ còn nâu thôi. Chân váy này của em Nga là không phải cạp chun, cạp này cạp khuy ạ. Cạp này cạp khuy chị nhá, cạp này cạp khuy. Rồi, màu đen em còn duy nhất một chiếc size L à váy đỏ này á. Váy đỏ này em chỉ còn M thôi. Váy nhung đỏ này này, chị nào muốn xem cái váy nhung đỏ này nhá. Chị nào mà muốn xem cái váy nhung đỏ này thì các chị nhanh tay các chị có thể thoát like ra xem lại cái like tối hôm qua em like đầu like em có mặc luôn ấy. Thì nhưng mà cái này là M1, giá nói chung là giá này em nói thật sự là các chị lên mua. Đấy ạ, em chỉ còn có mấy cái size M thôi. Hết S sạch rồi các chị ạ. Size S hết rồi, em chỉ còn M cho chị nào 54 cân đổ về mặc cho em cái váy nhung này size M. Eo khoảng tầm 73-74 là các chị mặc đẹp cho em nha. Eo khoảng tầm 73-74 mặc đẹp cho em nha. Đấy ạ, là giá là 990.000. Váy nhung này ạ, 990 nhá. Đằng sau nó có một cái gì này.
Đấy, đẹp đắn luôn, váy nhung này 990.000. Giá này là giá mà được sale đó các chị ạ. Em nhận được sale đấy, còn nếu mà không bình thường các chị mua váy này, nói chung là váy này nếu mà các chị mua ở ngoài các shop ấy, các chị mua phải tầm 1.6-1.7 triệu. 1.6-1.7 triệu, bởi vì nhà em Nga đã bán là bình thường là em bán là 1.4 triệu bao nhiêu rồi. Đấy ạ, mà hôm mà vừa rồi thực sự là ngày hôm qua nhiều chị yêu mua được cái váy này, các chị sướng, bởi vì sao? Thực sự là các chị tự dưng được mua cái giá này nhá. Lần trước mà em về thì các chị vẫn phải mua với cái giá 1.4 triệu bao nhiêu, đúng không ạ? Em không nhớ là chính xác là 1.4 triệu bao nhiêu, nhưng chị nào mà mua nhà em Nga các chị biết đó. Rồi, em đang mặc nhá các chị nhá, áo em đang mặc là em còn màu đen size L nữa thôi. Chị nào lấy màu đen size L em chốt đơn. Chị Lý Hoa cao 1m52 đến 1m53 cân, cao 1m52 đến 1m53 cân ạ, thì nên lấy cho em, trừ khi vai chị nhỏ, còn nếu không chị phải lấy M cho em Nga, chị Lý Hoa, không em sợ nó hơi ôm. Chị Đỗ Thị Nhị cao 1m54 cân, chị Đỗ Thị Nhị 54 cân, cao bao nhiêu thì phải mặc M cho em rồi. Cho chị áo đang mặc nhé, chị cao 1m50 nặng gì ạ? 50 cân. Chị La Hằng cân nặng 55 cân á, chị La Hằng ấy cao 1m50 nặng 55 cân, thì mặc áo này size L cho em Nga. Chị La Hằng là khách cũ à? Chị La Hằng là khách cũ ạ. Váy đỏ là 990.000 ạ. Váy đỏ là 990 chị nhá. Váy đỏ là 990. Chị La Hằng khách cũ đúng không? Còn màu đen. Màu đen chị đang chị La Hằng ơi, chị lấy áo em đang mặc là màu đen luôn đúng không? Chị La Hằng màu đen, ghi hộ em là M3 màu đen, em chốt đơn. M4 màu đen ạ. Chị La Hằng lấy M4 màu đen thì chốt luôn cho em mà M4 màu đen size L, chị cao 1m50 nặng 55 cân thì mặc áo này cho em size L ạ. Mặc cho em size L nhá. Em hết luôn màu đen size L. Chị La Hằng lấy màu đen size L thì comment lại cho em đúng cú pháp đủ đi ạ. Comment đủ cho em đúng cú pháp em chốt đơn nhá. Đấy ạ, đủ cho em đúng cú pháp em chốt đơn. Bây giờ em chỉ còn màu nâu thôi các chị nhá. Bây giờ em chỉ còn màu nâu. Rồi em qua cái chân váy này, em mặc chân váy nhung cho các chị này. À, em mặc nốt cái chân váy này màu nâu đấy ạ. Em mặc nốt chân váy màu nâu nhá. Em mặc nốt chân váy này màu nâu. Sau đó thì em qua cái chân váy này cho các chị. Để em lên cho các chị chân váy nhung. Màu đen thì em còn L, màu nâu thì em còn M size của em đây. Đây các chị nhá, màu nâu đây. Xinh lắm luôn các chị ạ. Váy này thì không phải nghĩ luôn. Đấy ạ các chị nhá. Đây, màu em đang mặc là màu nâu đây ạ. Xinh không các chị? Quá là đẹp luôn. Chân váy của này của em Nga thì nó là cặp quy chứ không phải là chun đó. Chị nào có vòng eo 75, 75, 76, vòng eo chị nào 75-76 nhá, mà khoảng nặng khoảng tầm 55-56 cân, nhưng cứ vòng eo 75-76 các chị đều mặc được cho em nha. Chị nào mà 56 cân ạ, mà có vòng eo 75-76 là mặc được chân váy này cho em size M. Em sale là 650.000, siêu đẹp của em, 650.000, em còn một cái size M thôi. Đấy ạ, bây giờ ghép màu be này thì em chỉ còn M4 này, em còn màu nâu size S và size L thôi ạ. Chị La Hằng màu nâu, chị thì màu nâu. À, chị La Hằng lấy màu nâu đúng không? Thế thì màu nâu size L cho chị La Hằng. Vậy là em còn một S lâu thôi ạ. Màu đen thì em còn là L nâu. Có nghĩa là hả? Còn L đen và S nâu. Em còn S nâu và L đen nha các chị ơi. Mỗi cái còn một chiếc. Chị Lệ Hoa chân váy nâu size M. Ok ạ, chân váy nâu size M cho chị Lệ Hoa này. Xin chiều cao cân nặng. Chị Lệ Hoa khách mới cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. Đẹp không các chị? Siêu đẹp luôn. Chân váy này là siêu cấp các chị nhá. Hàng siêu cấp hộ em 650. Xinh xuất sắc luôn ạ, siêu hot luôn. Chân này là chân siêu hot luôn nha các chị. Đó, chị nào lấy chốt đơn. Bây giờ em sẽ mặc chân váy nhung này. Rồi, chị nào lấy nhá, nâu này, chân váy nâu là M3 em hết luôn, màu nâu này, em còn một chiếc màu đen nữa thôi ạ. Chị nào khách mới cho em xin chiều cao cân nặng luôn nhá. Chân váy nhung này của em Nga nó là hãng Meo đấy các chị ạ, à, hàng cao cấp rất là đẹp luôn. Đây. Rồi ạ. Chân váy nâu 1m57, 57 cân hết rồi. À, chân váy nâu chị mà 57 cân thì chị phải mặc sang size màu nâu đấy, thì chị lấy sang cái này đi, chị lấy cặp chun không ạ? Nếu mà chị 57 cân ý mà mặc chân váy mà cặp quy đấy thì chị phải lấy cho em
size L màu đen thì em còn nếu không chị lấy sang màu nâu, chị thích nâu thì chị lấy sang cái cặp này cho em. Cặp này là cặp chun size M này. Đây ạ. Nếu mà chị lấy, chị có thể lấy sang cái cặp này hộ em. Đây. Chị nào mà thích cặp này nên hộ em là M15 đi. Chị nào mà thích cái cặp tay em đang cầm nhá thì em chỉ còn size M cho chị nào 59-60 cân. Đây, cặp này đằng sau nó là cặp chun cho nên thoải mái luôn, chị nào cứ 55 cân cho đến 60 cân đổ về. Đấy, eo thì không phải suy nghĩ vì nó đằng sau nó là cặp chun. Chốt đơn cho em chân váy em đang cầm là M5, em sale là 650, hàng siêu cấp ạ. 650.000 cho cái chân váy tay em cầm nhá. Chị nào lấy thì comment hộ em là M5. Đấy, tí nữa em sẽ mặc M5 cho. Còn nếu mà chị lấy màu nâu thì chị lấy sang cho em cái chân váy này. Chị 57 cân mà. 57 cân thì chị lấy sang cái cặp chun như này này, là M5 này thì ok hơn. Đấy, vì cái kia là size M 55 cân thôi. 55 cân, 56 cân đổ về mà chị 57 cân thì em không biết vòng eo chị bao nhiêu. Rồi, chân váy nhung em đang mặc này. Chân váy nhung em đang mặc nhá, em còn size ML, chị nào 60 cân đổ về. Chị nào 55 cân như em Nga đang mặc, vòng eo 75, chốt đơn cho em chân váy này size M. Đấy ạ, chị nào mà khoảng tầm vòng eo 79. Đấy ạ, chốt đơn cho em chân váy này size L, 60 cân đổ về. Màu nâu thì em có size L. Màu nâu thì em có size L cho chân váy này, siêu đẹp. Hôm nay em sale cho các chị yêu này, 470.000 em chốt đơn. 470 ạ. M6 ạ. Nên hộ em là M6, chân váy em đang mặc là chân váy nhung các chị nhá. Chân váy em đang mặc là chân váy nhung. Chân váy em đang mặc là chân váy nhung, chờ em tí xíu để em mặc xong đấy. Siêu đẹp luôn. Rồi, vest em đang mặc thì em còn màu đen size L à? Vest em đang mặc là còn đen L à? Vest em đang mặc còn duy nhất một chiếc màu đen size L thôi nhá các chị nhá. Vest em đang mặc màu đen size L cho chị nào 60-61 cân đổ về em chốt đơn. Chị nào 57 cho đến 60, 57, 58, 59, 60, 61 cân thì chốt đơn cho em cái vest đen em đang mặc, em sale là 650. Được chưa? Là mã M4 á. Rồi. Đây các chị nhá. Quá xuất sắc luôn. Rồi, xinh quá. Chân váy này quá xinh luôn nhé. Này. Chị nào thích này, chốt cho em chân váy nhung em đang mặc đấy ạ. Ủa cái chân váy này á, eo của nó này. Em mặc xong em nhìn cái eo á, tự dưng eo của em cũng bé cơ các chị ạ. Eo cũng bé cơ, tại vì cái cặp của nó là cặp cao, nó đẩy eo cao các chị ạ. Eo này trông hách eo nhỉ. Cái chân này hách eo vô cùng luôn. Chân này hách eo vô cùng luôn. Chị nào eo khoảng tầm 74 đi. Em chốt eo 73-74 đi. Đấy ạ, mặc cho em chân váy này size M. Chị nào eo 78-79 chốt đơn chân váy này cho em size L. 60 cân đổ về em chốt đơn nhá. Chân váy này là M6 á. 470.000 cho em Nga, chân váy nhung em đang mặc. 470 ạ. Màu đen có ML, nâu có L. Chị Hoàng Thoan 16 size L đen. Ok, chị Hoàng Thoan size L đen em chốt đơn này. Em sale à, tại vì nó có mấy chiếc thôi các chị nhá, nên em sale là 470. Đấy ạ, chân váy em đang mặc chị Hoàng Thoan, chân váy size L cho chị Hoàng Thoan này. Ok, chị Hoàng Thoan chân váy màu đen size L chốt chị Hoàng Thoan. Bây giờ em chỉ còn chân váy màu đen size M và màu nâu em còn size L cho chân váy này. Áo vest thì em còn size L thôi các chị nhá. Áo vest thì còn L thôi. Đấy, áo vest thì em còn L đen và S nâu. Chị điểm tôn thế mã gì ghi rõ mã. Các chị ghi rõ mã hộ em với các chị ạ. Các chị ghi rõ mã hộ em nhá. Chị nào mà chưa rõ mã các chị ghi rõ mã hộ em một chút được đơn. Đẹp không các chị? Không phải nghĩ luôn ạ. À. Đây ạ. Thì vest đen thì đâu có cần. Vest đen em còn size ạ. Vest đen bây giờ em chỉ còn duy nhất size L thôi. Chị nào lấy S lấy M chế độ dự phòng, em còn size duy nhất size L cho chị nào từ 57, 58, 59, 60, 61 cân em chốt đơn. Chị đang thảo 1m50, 54 cân. 1m50 là 54 cân thì mặc M. Vai 38 à, vai hơi ngang nhỉ. Đó, trừ khi chị mặc L hơi thoải mái chút xíu. Nói chung chị chấp nhận mặc hơi thoải mái tí xíu thì được. Đấy ạ, tại vì cái vest thì chị nói chung là chị hơi nhỡ đấy. Chị hơi nhỡ một chút xíu. Đấy, đây các chị nhá, chị nào lấy thì comment hộ em. Comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn. Màu nâu em còn duy nhất một chiếc size S này. Chị nào lấy chân váy thì comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn nha. Rồi. Đấy. Comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn cho chân váy em đang mặc. Chị Trần Thơm M4 em đâu ạ? Chị Trần Thơm, cái này là M4 em đâu đây đúng không? Chị Trần Thơm ok. Chị Trần Thơm em đâu là hết em đâu luôn này. Em hết em đâu luôn nha các chị. Rồi. Tiếp theo cho em Nga. Khoác này ạ, em sót một cái em xinh xuất sắc như thế này luôn. Báo giá luôn 650.000, chị nào lấy thì chốt đơn. Khoác lông. 650.000 em này. Em sót một chiếc cho chị nào khoảng tầm 53 cân. 53 cân các chị chốt đơn cho em khoác này.
Thì bên trong nó là da lộn nhá. Thì Vũ Hằng M6 N nâu ạ. M6 là cái đây là nâu đúng không? Vâng. Ok. Chân váy N nâu cho chị Vũ Hằng. Ok chị Vũ Hằng. Rồi ạ. Đây chị nào lấy này. Chốt đơn cho em cái áo này. Chị nào mà lấy nhá, các chị chốt đơn cho em áo này xinh không các chị? Trời ơi quá đẹp luôn. 650 nên đơn hộ em mã là M bao nhiêu? M7 em sale là 650.000, chị nào lấy á, chị nào khoảng tầm 53 cân. Nói chung các chị 53 cân chốt đơn cho em nha. Cái áo này rất là xinh ạ, 53 cân em chốt đơn. Em còn size M cho chị nào 53 cân em chốt đơn thôi. 650.000, nó là khoác lông các chị nhá. Cực kỳ xinh luôn. Hàng siêu đẹp cho em luôn ạ. Cái này đẹp sang xinh. 650.000 em lên đơn. Comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn ạ. Chị Hoàng Thoan M6 size M 53 cân mua cho con dâu. À 53 cân là M6 là chân váy á. Thế là hỏi chị là chị lấy cả hai cái M và một cái M một cái N à? À chị Hoàng Thoan là lấy vừa nãy chị chốt một cái N đen rồi. Một cái N đen rồi, bây giờ chị lấy một cái M. Nhưng mà bây giờ em chỉ có M đen nữa thôi. Ý là chị hỏi chị xem là chị lấy cả hai cái màu đen. Chị Hoàng Thoan là lấy cả hai cái màu đen đúng không? Một M đen, một L đen đúng không? Chân váy em đang mặc ấy, chị lấy một cái M đen nữa đúng không? Tại vì em cũng còn duy nhất một cái M đen em đang mặc thôi. Là em hết mất chân váy em đang mặc mất rồi. Chân váy em đang mặc em còn duy nhất một cái M đen này. Chị nào lấy thì chốt đơn 470.000. Rồi ạ, à, còn áo em đang mặc 650 nhá, chị nào lấy thì chốt đơn 53 cân đổ về em chốt đơn. Chị Điểm Tôn lấy M7 cho em xin cho bao cân nặng ạ? Chị nào lấy M7 á, 650.000 ạ, 53 cân. 53 cân đổ về mặc đẹp cho em nha nhá. Cái này thì quá đỉnh luôn rồi. Khoác lông cho em nga quá đỉnh luôn. Chị nào lấy lên đơn hộ em 650, em còn duy nhất một em treo ở đây. Chị Điểm Tôn lấy khách mới cho em chiều cao cân nặng em mới chốt được size ạ. Cái này cho em chiều cao cân nặng nhá các chị nhá, khách mới cho em chiều cao cân nặng. Chị Lam Thảo lấy M7 ạ. Ok, chị Lam Thảo M7 chốt cho chị Lam Thảo luôn này, hết luôn. Em hết luôn nhá. Rồi em chốt cho chị Lam Thảo luôn. Rồi ạ. Chị Hoàng Thoan lấy cả hai chân váy size M và L thì báo lại em để em. Chị Hoàng Thoan mà lấy cả hai thì báo lại em nha. Rồi, bây giờ em sẽ mặc cái chân váy M5 này nhá. Cái lãi M5 này em chưa lên mà em mới dơ thôi. Rồi ạ. Em mix lại với cái áo M1 đầu tiên. Chị Lam Thảo 1m50 54 cân mặc vừa áo đấy. 1m50 nó tự ôm chị Nam Thảo ơi, 1m50 54 cân nó bị ấy rồi, chị phải mặc L rồi chị Nam Thảo. Em chốt cho chị Nguyễn Duyên ạ. À. Em chốt chị Nguyễn Duyên, ok ạ. Chị Hoàng Thoan lấy cả hai váy ạ. Ok Hoàng Nguyễn Duyên 1m54 cân cũng không vừa. Em chốt cái áo đấy 53 cân thôi, 53 cân đổ về các chị mặc đẹp cho em nha. Chị Điểm Tôn 53 cân cao mét bao nhiêu đấy ạ? Chị Điểm Tôn là cao mét 53 bao nhiêu cân? Chị cũng chị 53 không? Cân cao mét bao nhiêu? 53 cân chị cao bao nhiêu chị ơi? Chị Nam Thảo có giảm cân không? Chứ 54 cân thì em không vừa. 54 cân, nếu mà 54 cân thì khoác cho em đi ạ. Cái này thì mặc khoác nhá chị Nam Thảo nhá. 1m50 nếu mà vai cân. Chị bao nhiêu? 1m50 53 cân. 1m50 là 53 cân, vai nhỏ là được. Các chị mặc kiểu khoác cho em ạ. À, tại vì cái này những cái áo lông ấy, các chị không cần áo lông mặc cài ấy thì nó sẽ rất là cứng. Cái áo lông đấy mặc cài thì nó sẽ không đẹp mấy đâu ạ. À. Các chị ví dụ các chị khoác cho em thì ok. Các chị mặc khoác cho em nga thì kể cả các chị 53 54 cân đều mặc được. Nếu mà các chị khoác thì 53 54 cân các chị mặc được nhá. Nếu mà khoác ạ. À, khoác là 53 54 cân mặc được bởi vì em cao 1m55 nặng 50 nặng 50 cao 1m54 nặng 55 cân. Vai em nhưng mà vai em chỉ tương đương với người 53 cân rưỡi thôi. Đấy à, thì các chị khoảng 54 cân nhưng người các chị vai gọn. Đấy à, mà các chị khoác cho em thì ok. Khoác nhẹ các chị ạ, khoác ấy, khoác thì vô tư nhưng mà em sợ các chị cài thôi bởi vì nhiều các chị mặc cài nhưng mà thật ra những cái đấy các chị đừng cài, các chị mặc khoác cho em thì nó xinh. Chị Nam Thảo 1m50 cao 3 cân, vai nhỏ. Vai nhỏ thì ok. Ok chị Lam Thảo, đấy á, kiểu vai nhỏ mà người các chị ấy gọn gọn đấy. Các chị mặc cái này xinh lắm luôn. Xinh lắm luôn ạ, à. Đây. Cái áo em đang mặc là màu đen size M đấy các chị nhá, màu đen này này. Áo này là 300.000, chị nào lấy lên đơn. Đấy á, còn chân váy em đang mặc nhá, nó là mã M5. Chân váy này em đang mặc M5 nó là chun này, các chị này, em đang mặc cái size này là size M. Chân váy có cặp chun này thì em chỉ mặc S thôi, nhưng em đang mặc M nó hơi rộng này. Các chị thấy không ạ? Em mặc M nó hơi bị rộng. Nên chị nào mà cứ vòng eo là tầm 80 thoải mái hộ em, nói chung vòng eo này cặp chun thì không phải nghĩ. Chị nào cứ 60 cân, 59-60 cân đổ về thì mặc cho em size S. Đấy ạ,
59 60 cân đổ về. Đây em ơi, túi này. Ờ, vào bên trong. Ờ, chị nào mà lấy này thì chốt đơn cho em nha. Đẹp không các chị? Trời ơi, xinh xuất sắc luôn ạ. Chân váy này chị nào lấy nhá thì comment hộ em. Chân váy em đang mặc, mức giá là em sale là 650. Em chỉ còn mỗi màu nâu size M em đang mặc thôi. Chị nào cứ 60 cân đổ về em chốt đơn. 60 cân sale là 650.000, siêu đẹp luôn ạ. Đấy, các chị mặc cho em chân váy này, khoác vest cho em quá đỉnh luôn. Đấy ạ, chân váy là M5 ạ. Chân váy là M5 các chị nhá. Em còn duy nhất con siêu cấp này, chân váy M5 này. Cho chị nào 60 cân đổ về em chốt đơn, giá sale là 650.000. Đấy, các chị mặc như này cho em nha, siêu xinh luôn chưa? Đấy, xuất sắc luôn cho em nha nhá. Đó, xuất sắc luôn. Áo em đang mặc này là mã M1. Áo này siêu đẹp ạ. Cổ của nhá, vai của nó là hơi như thế này một chút xíu thôi, nhưng rất là xinh. Chị Nguyễn Duyên không được áo lông ạ, chị không vừa. Chị Nguyễn Duyên áo lông không vừa nên em không chốt được áo lông cho chị Nguyễn Duyên mất rồi. Em không chốt được áo lông cho chị Nguyễn Duyên mất rồi. Chị nào lấy chân váy của em Nga đang mặc thì chốt đơn, comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn. Cực kỳ sang và rất là xinh. Rồi ạ. Đấy, chị nào lấy thì comment hộ em nhá, chân váy em đang mặc rồi. Chị, nên cho các chị. Chị Việt tôi hỏi còn M6 không? M6 là cái gì nhỉ? M6 là chân váy màu nâu. Chân váy là em, chân váy M6 là cái này đúng không? À, chân váy nhung á, chân váy nhung em hết sạch luôn rồi. Chân váy nhung 470 hết sạch ạ, chân váy nhung 470 hết sạch. Chân váy nhung 470.000 em hết sạch rồi ạ. Cái M2 của chị gì đấy? Chị điểm tôn M1 này. 1m50 52 cân size M, ok. 300.000 cái áo này chị nào lấy nhanh tay đi. Áo này em nói thật sự 300.000 không phải nghĩ hàng, hàng xuất hàng luôn nhá. Áo em đang mặc hàng xuất hàng, cái này không bao giờ nhăn nhở. Các chị quay máy giặt sướng luôn cho em nha. Các chị mặc cái chất này các chị nghiện đấy. Sang năm các chị cứ hỏi Nga ơi Nga chất này. Đây này, áo của em xuất hàng 300.000 cái áo em đang mặc. Mặc xong là nghiền. Bởi vì em có rất nhiều áo của cái dòng chất này luôn. Tại vì mặc nó thích lắm các chị ạ. Mặc nó cứ kiểu nó co giãn này, nó co giãn này, nó chảy này. Em chẳng biết là nó là, em không biết tả nó là cái chất gì. Nó không phải là thun, nó không phải là cotton đấy, nhưng mà nó là cái kiểu tăm tăm như này. Nhưng em không biết nó là cái chất gì nữa chị nhá. Đây này, sở chất sướng lắm luôn. Em mặc cái chất này này từ mấy năm rồi cơ. Mấy năm khi mà bắt đầu cái dòng, cái nhà xuất hàng này nó ra cái dòng chất liệu này này là em bắt đầu em mặc rồi. Mặc nó sướng lắm, không bao giờ phải là lượt. Em cứ giặt đi xong rồi hô là em, kể cả em vò vún vào nó cũng không bao giờ phải là. Đây này, cái áo về các chị cứ như này, nhưng mà bỏ lên mặc nó như thế này, sướng lắm. Áo em đang mặc M1, cái chất liệu này em cực kỳ sướng. Bởi vì em là chúa lười, trường lười là đấy, nên chị nào lấy thì chốt đơn nhá, comment của em. Rồi, chị Nam Thảo áo vest đen cao 1m50, 53 cân mặc vest đen. Cao 1m50, 53 cân thì nên lấy M của em. Chị Nam Thảo ơi, chế độ dự phòng M mất rồi. Chị Nam Thảo ạ, M bây giờ chế độ dự phòng của em mất rồi. Chân váy đen bao nhiêu ạ? Chân váy đen nào? Chân váy đen này ạ, chân váy đen này em còn size L này. Trên váy đen siêu cấp này em còn size L 650.000, cho chị nào 60 cân đổ về em chút đơn. Chị Hằng Ngô, M1 là mã gì vậy? M1 là áo em đang mặc đây. Chị Hằng Ngô, M1 em có một cái size L đấy, chị Hằng Ngô size gì? Chị lấy M1. Chị lấy M1, chị Hằng Ngô bao nhiêu cân? Có một chiếc size L đấy. 59 cân là mặc size L, 58, 59 cân mặc L. Chị Hằng Ngô là 1m60, 58 cân. 1m60, 58 cân, một chiếc size L duy nhất cho chị Hằng Ngô là hết size L. Vậy là em còn duy nhất một chiếc em đang mặc thôi. Áo em đang mặc nhá, màu đen còn duy nhất một chiếc, chị nào lấy nhanh tay là được. Áo em đang mặc còn duy nhất một chiếc màu đen em đang mặc là hết các chị ạ. Đấy, em còn duy nhất một chiếc màu đen em đang mặc nhá, chị nào lấy thì nhanh tay. Rồi ạ, chân váy này, chân váy siêu cấp nha. Cái dòng gen này này thì em còn duy nhất một chiếc màu, duy nhất màu nâu size M 60 cân đổ về em chốt đơn. Và màu đen cái cặp này của em là cặp khuy size L, cho chị nào cũng 60 cân đổ về em chốt đơn. Đấy ạ, chân váy siêu cấp em còn hai mẫu này. Em kẹp lên đây, chị nào vừa thì chị chốt nhá. Đấy ạ, chị nào vừa thì ghi hộ em là chân váy màu đen là mã này là M4 thì là màu đen. Còn em đang mặc thì là M5. Đó, chị nào lấy, chị nào thích cặp chun thì lấy M5. Giá sale là 650. Rồi, em qua mã em đang mặc nhá. Comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn. Rồi, giày em có bán không? Cái gì? Giày em đang đi, mình còn cái size gì nhỉ? Còn mỗi một đôi size gì á? Giày em đang đi, em còn mỗi đôi size 35 thôi các chị ơi. Giày em đang đi, em còn mỗi một đôi size 35 thôi ạ. Chân váy đang mặc 650.000 ạ. Chân váy em đang mặc là 650. Cái áo này áo khoác da siêu chất luôn. Đấy ạ, nhưng mà em tiện em mặc luôn. Cái khoác da này em còn đúng một chiếc màu nâu size S, một chiếc màu đen size S.
các chị nhá. Cái này các chị mặc mix cho em, chị nào khoảng tầm, nói chung là quốc gia này chị nào chất chất ấy, các chị mặc cho em nha. Em sale lốt cho các chị này. Cái này để em phải mặc với lại cái quần sóc da hay cái gì nó mới phù hợp. Em mặc cái kiểu này nó, mặc cái chân váy này nó hơi lệch nhá, nhưng em mặc luôn. Chị nào lấy này, em sale lốt cho các chị mỗi cái khoác da nhá. Khoác da này nhá các chị, em có lâu một chiếc, đen một chiếc ạ. Sale cho các chị luôn là 500.000 đi ạ. Em sale kỷ niệm các chị là 500.000 luôn. Chị nào lấy nhanh tay chốt đơn 500.000 cho em nha. Lâu có một chiếc, đen có một chiếc duy nhất, còn mỗi một chiếc thôi. 55 cân đổ về em chốt đơn. 54-55 cân đổ về em chốt đơn khoác da này. 500.000 hộ em. Nên hộ em là mờ mấy nhỉ? Nên hộ em là M8. Cái này các chị mặc với quần sóc là chất. Để em nhìn xem có quần sóc không. Hôm trước còn sóc một cái quần sóc đây. Hôm trước còn sóc một cái quần sóc da như thế này. Các chị có thể mặc quần sóc da đi bốt, hoặc các chị có thể mặc những cái kiểu quần quần kiểu khác ấy. Một chút xíu thì nó ok hơn. Em chất chất cho em nha. Mặc cái quần sóc hộ em là nó ok hơn. Nhưng mà sóc kia này của em là sóc nâu. Sóc kia của em là nâu nhá. Chị về các chị mix cho em, hoặc đi mặc cái này cho em qua quần jean. Bên trong là áo giữ nhiệt, hoặc cổ V hoặc cổ tròn. Xong khoác cho em kéo khoác da như thế này. Và mix cho em với lại quần jegging, hoặc mix cho em với quần jean cho em nha, kéo khoác da này. Đấy, em sale lốt là 500.000 này. Vừa đặt kỷ niệm cho các chị yêu luôn. Siêu đẹp luôn, cực kỳ chất các chị. Đây, chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Đen này, đen 55 cân đổ về em chốt đơn, siêu đẹp. Các chị khoác như thế này cho em nha này. Kéo khoác da này, các chị khoác như thế này cho em nha. Quá đẹp luôn ý, phong cách. Giày này á, giày này em còn cái đôi 35, đôi size 35. Giày này của em Nga, hôm trước em bảo còn đôi để em tặng bao nhiêu nhỉ? 570 à? Hình như 570.000 hay là 550.000 gì đấy. 550.000 em còn đôi 35. 550.000 chị ạ. 550.000 em còn đôi 35 nhá. Váy chị đỏ sau size bao nhiêu? Size M chị ạ. Váy đỏ sau, váy đỏ này em chỉ còn M thôi. Em hết tất cả các size khác rồi. Em chỉ còn M thôi. Đâu rồi thế biết? Cái màu nâu đâu nhỉ? Cái da màu nâu đấy, chị cứ cho chị cái. Má màu nâu là khoác da là má M bao nhiêu nhỉ? Khoác da là M8 ok ạ. Chân váy đen, chân váy đen M4 56 cân chuẩn L luôn. Ok chị Tam, chị Tiên Duyên này. Chị Tiên Duyên váy này chuẩn luôn ạ, 56 cân mặc L chuẩn luôn. 56 cân em chốt cho chị Tiên Duyên 650.000. Chị Tiên Duyên chân váy 56 cân ok ạ. 650.000 em sale đấy ạ. Em sale là 650 nhá. Em chốt chị Tiên Duyên là hết chân váy đen. Em còn chân váy nâu em đang mặc nữa thôi. Váy đỏ thì em chỉ còn size M thôi. Váy đỏ đằng sau em chỉ còn size M cho chị nào 53-54 cân đi ạ. Nên túi đi em ạ, túi em chẳng còn cái gì ý. Nhà em thật ra những cái đồ phụ kiện em nói thật sự với các chị yêu ấy, là em thật sự là em về đâu em hết đến đấy. Tại vì giá của em có thể do mức giá các chị ạ. Hàng của em nó đây ạ. Màu em đang mặc là màu nâu nhá. Chị nào thích nâu hoặc thích đen thì chốt đơn cho em nha. Đây ạ, cái vai của nó này. Đã, da mềm lắm nhá, da siêu mềm, 500.000 chị nào lấy thì chốt đơn. Đấy ạ. Không mấy nữa em để này em mặc ra tên mặc với này cái quần jean ấy, chất xong khoác như này cho em nha, chất lắm. Chị nào lấy thì chốt đơn nhá, 500.000. Comment của em là khoác da là M8 à. Khoác da M8 tặng luôn cho các chị là 500.000 vì mỗi cái còn một cái size S thôi. Đấy, các chị có thể khoác như này cho em mà siêu đẹp luôn. Hàng này hàng VIP cho em Nga nhá, riêng đồ da này em nói thật sự mềm như bún luôn, siêu đẹp luôn các chị nhá. 500.000 chị nào mà thích các chị chốt. Đó, chị nào mua chân váy da thì em Nga các chị biết rồi. Váy áo khoác da, tôi chỉ nhận các chị 500.000. Chị nào lấy yêu em là áo khoác da em chốt đơn. Rồi ạ, tiếp theo hộ em nha. Liên tiếp hộ em này. Liên tiếp hộ em, áo em đang mặc em còn mỗi như này thôi. Rồi, cân nay em lọc được cái chân váy da này, em chỉ còn đúng 2 chiếc 2 cái. Chân váy da này ạ. Chân da váy da này, chân váy nâu mà. Chân váy nào? Nâu. Chân váy nâu em đang mặc là 650.000 ạ. Chân váy nâu em đang mặc là 650 các chị nhá. Cái chân váy da này em còn đúng, em hết sạch rồi. Chân váy da này em hết sạch luôn rồi. Bây giờ em còn mỗi cái còn một chiếc, em sale luôn cho các chị là 790.000. Chị nào lấy thì comment hộ em nhá, 790. Em còn một cái nâu này, nâu cho chị nào 65 cân đổ về em chốt đơn được ạ. Chị nào đây em mặc màu nâu xay này luôn nhá. Rồi, em mặc chân váy da này. Hết rồi các chị nhá, chị nào lấy ra thì nhanh tay. M9
chị nào lấy thì chốt đơn. Comment được em này, chờ em phát xíu để em nhìn xem cái này nó là size gì. Cái này em chỉ còn mỗi màu nâu thôi. Màu nâu một chiếc, màu đen một chiếc là hết rồi. Ôi, mặt này chất ngất luôn ý ạ. Đây ạ, chị nào có đồ da này mà có size rồi, các chị chốt rồi này. Ủa, các chị mặc như này cho em nha, chất chua các chị. Đúng kiểu chưa các chị, áo khoác da, chất với chân váy da, ôi đẹp đẹp quá. Các chị ơi, không phải nghĩ luôn ạ, khoác da các chị khoác như này cho em nha thôi. Khoác da khoác rồi nhá, ủa chất nó mềm. Tại vì đây này, hai cái này là cùng một nhà. Chân váy da 790 nhá, em có màu lâu này. Màu đen em không biết em còn sai cho người bao nhiêu cân mỗi cái. À, màu đen chị nào 57 cân, 57 đến 58 cân nào mặc được màu đen. Chị nào 57 đến 58 cân đổ về mặc màu đen ạ. Chị nào mà màu chị nào 65 cân đổ về thì mặc cho em màu nâu, đúng chưa? Chân váy này 790 nhá, em còn mỗi cái còn một chiếc thôi, hết hết hàng rồi. Hết hàng chân váy da rồi, đẹp lắm luôn nhá. Hôm nay em sale lốt cho các chị là 790. Đẹp ngất ngây. Đẹp ngất ngây các chị ạ, chân váy da các chị diễn Tết cho em nha, xinh xuất sắc da mềm. Hàng xịn cho em nha nhá. Chị nào lấy chốt đơn đấy, các chị có thể pick cả cây cho em nha. Áo khoác da thì 500 nghìn nhưng em chỉ còn size S cho chị nào 55 cân thôi. Xinh quá. Khoác da xích như này xinh nhở. Đấy, chị nào lấy thì chốt đơn nhá, comment hộ em đúng cú pháp. Rồi ạ, chân váy em còn đen nữa. Đây ạ. Chị nào lấy chân váy da đen nhá thì chốt đơn cho em. Quang Quy chân váy da đen 57 cân. 57 cân chuẩn đen luôn. Có mỗi một chiếc cho chị đó là hết luôn này. Hết đen luôn này, đẹp mất ngây luôn ạ. Em còn một chiếc màu nâu em đang mặc, chị nào lấy thì chốt đơn nhá, 790. Đấy ạ, 790 nghìn em chốt đơn. Đấy ạ, đẹp lắm, chị nào lấy nâu 65 cân thì em chốt đơn. Còn chị nào mà thích nữa thì các chị chốt sang cho em cái chân này. Chân này thì em cũng còn có 2 chiếc thôi. Chân váy da của cái cáp này nhá, đây. Cái này thì em còn có 2 chiếc thôi. Size cho chị một chiếc cho chị nào khoảng tầm 57, 58 cân và một chiếc cho chị nào 65 cân đổ về em chốt đơn. Đó, siêu đẹp luôn. Đây ạ, nó có hai cái xếp chân váy da thì em về có hai cái. Em sale là 790 nhá, đây. Một cái chân thì nó kiểu như thế này ạ. Đây các chị nhá. Còn một cái chân là tay em cầm tiếp theo này. Là mã M10 nhá các chị, là mã M10. Mã M10 chỉ còn duy nhất màu đen ạ. Mã M10 em còn duy nhất màu đen tay em cầm. Đấy ạ, mã M9 thì em còn duy nhất một cái màu nâu. Chị nào mà cứ đây ạ, em đang mặc đây này, em đang mặc size M đây này. Tại vì cặp của nó là cặp chun. Kể cả chị em mình từ 55 cân cũng mặc được cái này nhá. Chị nào mà 55 cân như em Nga đều mặc được cái này luôn, size M cho em Nga luôn. Đấy, màu nâu này chị nào 55 cân đến 65 cân là mặc được cho em Nga, màu nâu nha. Đấy, lên là M9 còn duy nhất một chiếc, 790. Còn nếu mà chị nào thích nữa thì lên cho em Nga, chị nào thích màu đen này lên cho em M10 này. M10 thì em còn size S và M thì cũng 1-2 chiếc thôi. Đấy, 790 em theo luôn, 790. Chân váy da các chị nhá. Áo jean da không có size L ạ. Chân váy da này cái nào cũng đẹp. Chân váy da nào cái nào cũng đẹp. Đây ạ, cái này của em Nga thì nó lại kiểu như thế này. Cái này là của Prada. Cái kia đây ạ, đây các chị nhá. Mỗi cái đẹp một kiểu. Mỗi cái đẹp một kiểu ạ. Đây ạ. Đây ạ, cái này nhá các chị nhá. Cái này thì cạp của nó đây, áp của nó đây, túi của nó đây. Và cái này thì em này nó cài dọc khuy như này này, cài dọc khuy như này. Đó. Các chị cài dọc hết khuy cho em Nga. Trời ơi, chân váy da nhà em đi á chị nào cũng thích. Vì nó mềm. Em nói thật sợ nó mềm. Các chị mua cái chân váy da nhà em Nga, các chị mua có 790 nghìn. Nhưng mà các chị ý nhận về các chị sờ nó mềm xuống. Em nói thật sự nó như kiểu là da mà các chị mua nó phải vài triệu các chị ạ. Nó mua như vài triệu luôn. Bởi vì da này của em Nga nó là mềm. Nhà các chị nhá, nó cực kỳ mềm. Đây các chị nhìn em sờ này, da này cực kỳ mềm. Đấy các chị thấy không ạ, xuống vô cùng luôn. Mà có 790, hôm nay em sale là 790. Đấy ạ, màu đen này. Em mặc màu đen thử khoác với cái tông màu nâu áo khoác xem. Nên nó có nó lệch tông nên nhìn nó có được không nhá. Chân váy M10 này thì em chỉ còn màu đen thôi ạ. Màu nâu màu ấy này thì em chỉ còn màu đen nhá. M10 này em chỉ còn màu đen. Chân váy nhung 1m50 mà nặng 49 cân, eo bao nhiêu chị ơi? Chị Phạm Hằng eo bao nhiêu? À, hình như có cái siêu cấp nào nhỉ? Để nào với chị xin nhìn xem có còn chân váy nhung không? Nào với chị xem còn chân váy nhung không? Cái này em vừa lên một loạt nhung xong chị ạ. Đây,
Đấy các chị nhá. Thấy khoác dài các chị khoác cho em này. Đó. Em lông. Cái đấy còn size S à? Ok đấy, cái đấy còn size S này. Đây. Em còn cái chân váy nhung đẹp nhỉ? Chất vô cùng các chị nhá. Chị nào mà thích chân váy nhung chân váy da em này em sale là 790 thì comment hộ em đúng cú pháp là 790. 790.000 nhá, đẹp ngất ngây không phải suy nghĩ luôn. Đấy ạ. Chân váy 790 ạ. Có cái chân váy nhung ngắn này này. Nhưng ngắn này này. Của chị còn chị nhớ là còn một cái nào gì nhỉ? Không thì để tí chị mặc cái này cho. Đây ạ. Rồi nhá, chị nào lấy chân váy em đang mặc thì chốt đơn. Rồi tiếp theo hộ em này. Tiếp theo hộ em. Đây chân váy này nhung này thì em còn chân váy nhung siêu cấp này thì em còn duy nhất một chiếc size S này. Chân này M1. Ok, áo M1. Size M à? Chị đang mặc này, áo M1 còn duy nhất một chiếc chị đang mặc. Áo M1 em còn duy nhất một chiếc em đang mặc thôi. Rồi ạ. Áo M1 em còn duy nhất một chiếc em mặc. Chị Trần Lệ bao nhiêu cân? Chị Trần Lệ 54, 57 cân. 57 cân thì áo M1 em hết size của chị mất rồi chị Trần Lệ ơi. Áo này em hết size của chị rồi, em chỉ còn size cho người 54 cân thôi. Em chỉ còn size áo M1 của em ngay, em chỉ còn size cho người 54 cân thôi. Đây ạ, chân váy này của nó là size S nên em không vừa, em phải mặc M cơ. Chân váy này em mặc size S nó không vừa nha các chị nhá. Chân váy này này, chân váy nhung. Chân váy nhung này chị nào eo 70, 50 cân, 51 cân. Nhưng eo các chị dưới 70 là các chị mặc đẹp cho em nha chân váy này. Em sale là 600.000 chân váy nhung này. Chân váy nhung siêu cấp này em sale là 600.000, chị nào lấy thì chốt đơn. Xinh lắm luôn, chân váy nhung siêu cấp nha. Chân váy nhung siêu cấp. Em chỉ còn size S thôi ạ. Chị nào 50, 51 cân nhưng eo dưới 70. Giá là sale là 600.000, chị nào lấy thì ghi hộ em là mã M bao nhiêu nhỉ? M11 ạ. M11 các chị nhá. Lên hộ em là mã M11 ạ. Còn váy nhung đỏ không em size M. Váy nhung đỏ ạ, size M đây ạ. Em còn váy nhung đỏ size M đây ạ. Em còn váy nhung đỏ size M chị nhá. Chị gì đang bảo ngắn đấy nhỉ? Em còn váy nhung đỏ size M đấy ạ. Chị chân váy em đang mặc nhé, chị Trần Lệ chân váy đang mặc. Chị Trần Lệ là chân váy em đang mặc. Ok, chị Trần Lệ bao nhiêu cân nhỉ? Các chị ơi comment cho em mã đi. Chân váy em đang mặc là chân váy size em đang mặc là mã M10. Chân váy da em đang mặc là mã M10. Chị Trần Lệ lấy M10 cho em Trần cho em M10 đi. Em ơi còn giày thể thao không? Giày thể thao á? Trần Lệ 1m54 57 cân. Chị Trần Lệ 1m54 nặng 57 cân size S. Ok. Chị Trần Lệ váy này cho chị size S thôi. Cái này size S, size M10. Size M10 ạ. À. Ok ạ, chân váy da size M10 cho chị Trần Lệ. Chị chân váy nhung nhé. Ok chị Phạm Hằng chân váy nhung. Chị Phạm Hằng chân váy nhung là M12 đúng không? Chị Phạm Hằng là M11 đúng nhỉ chị Phạm Hằng nhỉ? Chị Phạm Hằng là M11 chân váy nhung. Chị Phạm Hằng là M11 chân váy nhung, ok. Chị Phạm có mỗi cái size S thôi, chị Phạm Hằng vừa đúng không? Chị Phạm Hằng ơi, eo dưới 70 đúng không chị Phạm Hằng nhỉ? Chị Phạm Hằng, eo của chị Phạm Hằng là dưới 70 chị Phạm Hằng nhỉ? Ghi hộ em mã với các chị ơi. Tại vì máy trên, máy chủ của em Nga bị ẩn ấy, các chị cho em đúng mã với. Để em dễ chốt nhé, để em dễ chốt các chị. Cho em mã với nhá, cho em mã với. Chị Trần Lệ lấy đúng chân váy da em đang mặc ghi hộ em này, M10 này. Là size S hộ em này, chị Phạm Hằng mà lấy chân váy M11 này. Ghi lại hộ em là M11 này, em chốt đơn này. Chị để chị đo luôn. Để chị đo luôn, ok chị. Đấy ạ, chị đo hộ em nhá, tại vì cái chân váy nhung này chị đo hộ em eo dưới 70 là ok. Rồi ạ, chị Trần Lệ mà lấy chân váy da em đang mặc thì ghi hộ em là M10 nhá, M10. M10 giúp em. Rồi, ok các chị, bây giờ em sẽ tiếp nha. Nên tiếp hộ em. Em sang tiếp này. Em này em còn một em này, khoác này luôn đi, em khoác cái áo cũng ra áo này luôn này. Áo jean nha. Áo em mặc em còn duy nhất một chiếc cho chị nào 53 54 cân đổ về em chốt đơn. Cái này á, áo khoác jean này phải mặc khoác với quần jean, à khoác với quần jean thì rất là chất. Đây. Áo này size của nó là còn size này là size gì đây? Eo chị Phạm Hằng 71 ạ. Eo 71 à? Hơi 50-50 nhỉ? Eo 71. Eo 71 nó hơi 50-50 đấy chị Phạm Hằng ạ. Nói chung là cứ 50-50, nếu mà chị vẫn thích thì em có thể đi đó chị. Nói chung là 50-50 chị Phạm Hằng ạ. Khả năng là 50-50 chắc là đúng. Tại vì là cái này là chị có khả năng là được. Khả năng là được chị ạ. Khả năng là được nhưng mà nó hơi 50-50 nhá. Nhưng mà nếu mà em cứ đi với chị thì nếu mà có vấn đề gì thì chị báo em thôi. Vì cái này là em đi 50-50 cho chị. Hết quen rồi. Nhá.
chị. À, rồi à, đây đây các chị nhá, đây xinh lắm này. Cái này này chị nào khoảng tầm mà cái áo này cho em Nga nhá, chị nào khoảng tầm 60 cân đổ về các chị mặc đẹp cho em nha. 60 hơn 60 các chị cũng mặc được cái áo quá. Jean này nhá, áo này của em jean màu cam rất là chất luôn. Các chị mix cho em với lại các chị nào mix cho em sock cũng được, mix cho em với quần jean cũng được, siêu chất luôn cho em Nga cái áo khoác jean này. Ở đằng sau của em Nga nó là thêu đấy, đằng sau của em Nga nó là thêu nhá các chị. Đằng sau của em Nga cái áo này nó là thêu. Còn một em đang mặc này, chị nào khoảng tầm 60 cân, nếu mà các chị khoác choàng có khi 62 cân cũng được, 61 62 cân cũng được. Lên đơn cho em cái áo này nhá, lên đơn cho em áo này nó khoác. Đấy là chị nào người nhỏ thì em nghĩ là không vừa. Đấy là chị nào người nhỏ thì em nghĩ là không vừa đâu. Em đang mặc nó hơi rộng này. Chị nào em chốt cho các chị khoảng tầm từ 57 cân đi. Em chốt áo này ạ. Đấy, em chốt áo này khoảng tầm từ 57 cân cho đến 62, 63 cân em chốt đơn. Comment hộ em áo khoác áo jean này, áo jean màu cam này rất là đẹp luôn. Phối đồ nên cực kỳ xinh. Chốt luôn còn một cái, chốt luôn 450 đi. Em sale luôn 450. Em còn duy nhất một chiếc, em sale luôn 450.000. Em còn duy nhất một chiếc, em sale luôn 450 nhá. Em còn một chiếc duy nhất, em sale 450. M12 450. Áo cam, áo cam, áo cam. Em còn duy nhất một chiếc, em sale 450 ạ. Rồi ạ, ok các chị. Tiếp theo của em nha. Đã 450.000, em sale luôn 450. Hả? Váy đỏ bao nhiêu? Váy đỏ là 990.000 ạ. Áo đỏ, áo đang mặc bao nhiêu? Áo em đang mặc là 300.000. Áo em đang mặc là 300 nhá. Áo em đang mặc là 300. Áo này là 32 này. Áo này là 320.000. Áo em đang mặc đỏ tiếp theo là 320.000. Các chị mix chân váy cho em Nga các kiểu. Áo này em chốt cho chị nào khoảng tầm 58-60 cân đổ về em chốt đơn đi. Em chốt vậy thôi. Cái này thật ra nó là các chị cài cũng được nhá. Cái này là tháo cài cũng được. Biến nó thành một cái áo áo ấy được nhá các chị. 60 cái này 62 cân cũng được. Ok, em chốt 62 cân đi. Em chốt 62 cân nhá. Chị nào lấy ghi hộ em là 320.000. Siêu xinh luôn. Bây giờ mà tìm được cái áo em đang mặc M13 này là cực kỳ hiếm luôn. Đấy á, nó là đỏ nhá, song xinh, đỏ của nó lại đỏ đẹp. Đấy á, 320.000, sale lốt 320. Áo em đang mặc sale là 62 cân. Áo em đang mặc em sale 320.000, 62 cân đổ về duy nhất một chiếc hết. Cái này em còn duy nhất một chiếc ạ. M13. Siêu đẹp luôn. Đang mặc bao nhiêu? Hả? Chân váy da em đang mặc em sale là 790 ạ. Chân váy da em mặc hôm nay em sale cho các chị là 790. Hả? Chân váy da em đang mặc là sale 790. Chị Nguyên M12 1K mặc. Ok ạ, chị Nguyên M12 1K áo ấy cho em. Ok ạ. Rồi. Tiếp theo của em nha. Thì lấy mã thì ghi rõ mã thôi em ạ. Rồi, ok, cái này xem. Đấy, chị nào lấy thì chốt đơn nha. Em qua cái áo em đang mặc, áo em đang mặc còn duy nhất một chiếc màu đen thôi. Các chị lấy ghi vào mã của em nha. Mở 12 áo được, quá đẹp luôn. Các chị người các chị như vậy các chị mặc đấy nó mới đẹp. Tại vì là em người nhỏ. Em bị chị Phùng Thoa hỏi có áo da không? Áo da em vừa áo da thì em chỉ còn size S thôi chị. Áo da em vừa mặc đấy em còn size S đấy. Đây. Đây các chị nhá, áo này của em này siêu xinh. Cái này em còn 1M, 1L này. Áo này của em Nga. M13 là cái gì nhỉ? M13 là cái áo đỏ. Chị Nam Thảo là bao nhiêu cân? Chị Nam Thảo là 50 mấy cân này đúng không? Chị Nam Thảo là 1m50-54 cân. Chuẩn luôn, chị mặc chuẩn luôn chị Nam Thảo ơi. Chị mặc M13 cái áo đỏ đấy là 320.000, chị mặc chuẩn size luôn nhá. Em chốt sơ M12 cho chị Thúy Nguyên rồi ạ. Chị Nam Thảo lấy M13 thì báo em nhá, 320.000 thôi, áo đấy siêu đẹp luôn. Cái đấy chị khoác thành cardigan được chị Nam Thảo ạ. Đây, áo em đang mặc nhá. Siêu xinh ạ. À, em còn duy nhất này, một chiếc size M, một chiếc size L màu đỏ. Này áo em đang mặc, cái áo em đang mặc cũng đều là áo rất là đẹp luôn, áo Hàn đấy các chị ạ. Chất sướng lắm nhá, chất y xì như cái kia luôn ạ. Nhưng mà cái này thì kiểu nó kiểu cách một tí xíu đây. Những chị nào thích kiểu một chút xíu nhá. Cái này là cái dây bra em đang mặc đấy các chị nhá, cái dây bra em đang mặc. Đây ạ,
Em tiện em bỏ cái này ra một chút xíu này để cho các chị nhìn đỡ phải nhìn cái áo bra. Đấy, khi mà các chị mặc cái áo này thì các chị để ý cái dây bra một chút xíu, dây áo ngực của em một tí xíu. Đây, cái áo này thì nó kiểu hơn. Áo này chị nào lấy này, nên đơn của em là 1M, 1L. Em đang mặc là size M các chị nhá, siêu đẹp luôn. Áo này à, em đang mặc là M, M cho chị nào khoảng tầm, chị nào mặc khoảng tầm 53, 54 cân đổ về mặc M, 59 cân đổ về mặc L cho em nha. Áo này á, à, em sale là 270.000. 270 áo em đang mặc M14 ạ. Nên là em là M14, có một M, một L. M14 của em, ai lấy M14 ghi rõ mã. Chị có phân lấy mã thì comment lại. Các chị comment rõ mã hộ em nha, 270.000, M14. M14 em sale 270. Em có một M, một L thôi ạ. Nên chị nào lấy thì ghi rõ mã hộ em. Quá đẹp luôn các chị ơi, không phải nghĩ luôn ạ. M14 270.000. Em sale 270, không phải nghĩ ạ. 1M, 1L. Siêu đẹp. Chất y xì như mã M1 các chị nhá. Chất y xì như mã M1 ạ. Nhưng kiểu cách nó hơi khác một tí xíu thôi. Những cái chất này các chị cứ mua đi, các chị nghiền luôn đấy ạ. Ghi rõ mã hộ em mà để em cho nên size nhá. Ghi hộ em là M14 hộ em. M14 các chị nhá, M14 cùng em. Chị Hương Nguyên M14 size L. Ok, chị Hương Nguyên M14 size L này. Em có mỗi một M một L thôi, các chị cho em giấc mã. 58 cân mặc chuẩn L rồi. Đây, chuẩn L luôn. Chuẩn L luôn để em nhìn xem đúng mã bên trong không. Không ạ, lại lệch mã của các chị thì chết. Chị Dung Lê đấy M14 size L. Ok, chuẩn L của chị Dung Lê đẹp lắm luôn. Cái áo này á, kiểu gì sang năm cũng có vẫn về, nhưng mà nó cũng năm sang năm về nên không được đẹp, không được giá này. Size L cho chị Hương Nguyên. Chị Hương Nguyên là size M cái gì? Ok. Size L chốt cho chị Hương Nguyên. Ok. Chị Ngọc Hân là M14, size của chị Ngọc Hân là bằng size em không? Chị Ngọc Hân bằng size em thì chốt size M. Hương Nguyên có điện thoại bao nhiêu vậy? Chị Hương Nguyên. Chị Hương Nguyên là khách cũ hay khách mới? Chị Ngọc Hân 1m50-50 cân. Ok, chị Ngọc Hân size M em chốt đơn. Rồi ạ, chị Dung Lê lấy M14 size L chế độ dự phòng ạ. Chị Dung Lê lấy M14 size L chế độ dự phòng nhá. Rồi, em lên cái set váy này. Set váy này thì em cũng chỉ còn nâu S, đen S thôi. Hôm nay em sale luôn này. Sale luôn cho các chị. Váy này em cũng thích, vì váy này em cũng có. Cái này nó là lỉ xốp. Hôm nay phải lên cho các chị như thế này, các chị diện Tết nó mới đẹp. Phải đúng gu để diện Tết luôn các chị ạ. Mặc như thế này mới diện Tết. Chị Hương Nguyên là em tự chốt rồi ạ. Chị Hương Nguyên cách cũ là em tự động chốt nhá. Chân váy da của chị nào xem màu đen này, xe S này. Ok chị. Size M này cho chị Ngọc Hân này. Chị Ngọc Hân size M này. Chị chân váy da kia là của chị nào đấy nhá. Màu đen kia xem váy da. Rồi, các chị diện luôn cái này đi. Em cũng dinh cái set này em mặc mà. Thích lắm luôn các chị ạ. Nó là set kiểu chất nỉ xốp ấy, mặc nó nhẹ tênh như không mặc luôn. Em chỉ còn size S thôi như em mặc thôi. Chị nào mà khoảng tầm 56 cân nếu mà gọn là các chị có thể chốt được 57 cân nhá. Nếu không cứ chốt cho em 56 cân đi. Các chị chốt 5556 cân đổ về. 5556 cân đổ về mà các chị cao gọn là các chị mặc được cho em nha. Em đang mặc chân váy set váy đây này. Chị nào lấy nhá, hôm nay em sale cho các chị yêu là set này, hôm nay em sale cho các chị yêu là 780.000. 780.000 xe đang mặc. Chị nào lấy nên đơn cho em nha, quá đẹp luôn. Em có màu nâu và màu đen có một set. Màu nâu và màu đen có một set thôi. Nên cho các chị đúng như thế này các chị diện. 780.000 em chốt đơn. Nên hộ em là M15. Mặc cái này cho em nha. Em không biết nhưng mà có thể là ví dụ như các chị nào mà không ấy trước em thì em hay mặc những cái này bởi vì sao? Mặc cái này này, em đi chơi được, đi làm được. Thích thì đi du lịch được, đấy, đi sự kiện được. Nói chung là cả mắc mặc cái những cái set như thế này nó rất là tiện. Đó, em mặc đi đâu cũng được. Chất nỉ xốp nha, các chị thích này. Các chị có thể bung như này cho em nha. Các chị mặc áo bra bên trong, quay bên trong ấy. Các chị bung cúc này cho em nha. Khoác ra thành, biến ra thành một cái áo khoác như thế này cho em. Đấy ạ, em đang mặc cái này là size S nha. Em đang mặc nó là size S. Cả của nó là cặp chun. Có mỗi S thôi. Hết
size rồi. Size S. Nâu chỉ có size S thôi ạ, 780.000. 780.000 ạ. Các chị biến nó cái thành là thành một áo khoác được. Cái này nó là lì xốp nhá, mà nhẹ nhưng không mặc. 780.000, chị nào lấy thì yêu em. Em chỉ còn S thôi ạ, chị nào 55, 56 cân đổ với em chốt đơn. Nâu và đen chỉ còn S. Nâu và đen chỉ còn S ạ, một đen còn 1 S, nâu còn 2 S. Đó. Mỗi thế ạ, ghi hộ em ạ. 56 cân ghi hộ em là mã M15 dùm em với ạ. Lên hộ em là mã M15 các chị ơi. Chốt em chuẩn mã M15 dùm em với. Chốt em M15 hộ em ạ. Ghi rõ mã hộ M15 cho em nha, là đen hay lâu nhé. Chị điểm tôn là chị hỏi được là cho chị xin thích chốt đơn. Các chị gì? Khách mới. Chị điểm tôn ơi, khách mới thì nếu mà chị lấy những cái gì thì em Nga, nếu mà khách mới á thì nếu mà chị muốn mà chốt mà chắc nhá, chị chuyển khoản cọc dùm em Nga là chắc chắn là em chốt trên đây á. Các chị chỉ cần cho em mã thôi, chị cần cho em mã và màu hoặc là cho em chiều cao cân nặng. Ví dụ như chị muốn đang muốn chốt cái set váy của em Nga đang mặc này, thì ví dụ chị khách mới thì em không biết chiều cao cân nặng của chị, thì chị chỉ cần cho em là M15 màu nâu CS hoặc M15 màu đen CS. Đấy ạ, hoặc nếu như chị chưa biết về size thì chị ghi hộ em là M15 chị cao 1m bao nhiêu nặng bao nhiêu cân. Đấy là kèm số điện thoại. Nếu như mà đúng vừa của chị đem chốt liền luôn. Đó, đúng size của chị đem chốt liền luôn. Còn lần sau thì khi mà em đã đi đơn thành công cho chị một lần đầu rồi thì những lần sau là chị cứ tự chị bên em tự động lên đơn, không gọi điện chốt đơn nữa các chị nhá. Mà em là chị, các chị giống như một số các chị yêu khách cũ nhà em Nga đấy. Ví dụ như chị Hương Nguyên là khách cũ rồi, chị chỉ cần cho em mỗi là cho chị cái mã đấy thôi, size đấy là nhà em sẽ tự động. Vì lúc đấy em có chiều cao cân nặng của chị trong nhật ký rồi. Thế là nhà em tự chốt size cho và nhà em tự động lên đơn. Ngày hôm sau chị cũng không phải chờ cuộc gọi điện của nhà em Nga đâu, mà nhà em Nga trừ khi chị thay đổi số địa chỉ và số điện thoại của chị mà bị hỏng hoặc gì đấy chị thay đổi thì chị sẽ báo em thôi. Còn nếu không là nhà em cứ tự động lên đơn, không gọi lại nữa. Tức là các chị chỉ mất mỗi thời gian xem em Nga like thôi. Đấy ạ, còn lại là mọi thời gian khác sau cuộc like là các chị không phải nhớ lấy gì nữa, không phải suy nghĩ gì ạ. Nga Nguyễn M15 màu nâu. Ok, M15 màu nâu cho chị Nga Nguyễn này. Nga Nguyễn 150 cân. Ok, chuẩn size S luôn, màu nâu cho chị Nga Nguyễn em chốt đơn. Rồi ạ, chị nào lấy em chốt đơn, em cũng mặc set này sướng lắm, 780. Thích lắm nhá, lì xốp, chị nào lấy ghi hộ em 780 xinh vô cùng luôn. Đấy ạ, khoác cũng được mà không cũng được. Chị Khánh Vương thì màu đen treo cạnh váy đỏ là chân váy. À cái này là chân váy chị ạ, cái này là chân váy nhung. Cái đấy là chân váy nhung, em còn size cho người 55 cân thôi. Chân váy nhung em còn size cho người 55 cân nhá, đây. Xinh lắm. Chị Nguyễn Duyên M15 nâu. Ok ạ. Rồi ạ, M15 bây giờ em còn set đen cuối cùng nhá, em mặc màu đen này. Nguyễn Duyên 154 cân. Chuẩn luôn. Nha. Em hết lâu này, nên còn đen này, còn duy nhất một set đen nữa thôi này, hết. Set này em hết rồi. Còn có toàn set S thôi nên em sale luôn 780 cho các chị. Chất sướng lắm luôn. Chất này em nói thật sự các chị nhận cái chất này mặc sướng vô cùng. Thích lắm luôn, nó là lì xốp. Nó là lì xốp các chị ạ, đây á. Chị nào thích đen comment đen nha. Em rất là thích mặc những cái dòng như thế này bởi vì sao? Nó tiện dụng. Mình đi đâu cũng được, mình làm gì cũng được, không phải cầu kỳ. Đó. Đấy. Còn ví dụ như cái set này của em Nga này thì cứ đi cái này thì lại đi tiệc này, đi tiệc này, hội nghị này hay là những cái gì đấy, tức là nói chung là nó sự kiện này. Đấy thì nó phù hợp. Chị có tiền mi cái này được chứ, mình mua 850k đó. Đúng rồi ạ. Đẹp. Hả? Công nhận đẹp ạ, công nhận đẹp đấy. Khách nhà em mua lần trước rồi đấy ông ạ, các chị đã bảo là công nhận đẹp rồi. Hôm nay 780.000 chị nào lấy thì ngay tay. 850.000 rồi đấy, các chị đã được mua rẻ rồi các chị nhá. Đấy ạ, còn hôm nay là em chỉ còn S thôi, tức là không còn sự lựa chọn nữa. Đó, đấy ạ. Nên chị nào lấy thì chốt đơn, đẹp lắm luôn. Đấy ạ. Vì set này em mặc mà đẹp lắm luôn các chị ạ, nghiện đấy, mặc xong là nghiện đấy các chị ạ. Rồi chị nào lấy thì ghi hộ em nha. Comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn, nên hộ em là mã M15, duy nhất một set màu đen cuối cùng. Chị nào lấy chốt đơn hộ em, xinh quá. Xinh nhỉ. M15 nha các chị. Rồi M15. Em qua mã M15 nhá, em lên tiếp theo này. M15 rồi, em lên tiếp theo M10 mấy đi. Rồi, nên cho các chị một số những cái áo này. Nhìn xem cái mã này là mã gì đó. M15 em còn set đen nữa thôi, chị nào lấy thì comment hộ em. Đây.
nhìn xem cái áo này nó là kiểu gì. Trời ơi, siêu đẹp luôn. Rồi, em lên luôn này. Áo này, em mix với chân váy này đi. Cái này hết luôn à. À, em còn cái này nỉ sốt, tranh thủ đang mặc cái chân váy này. À thôi đúng rồi, mặc hai cái này được. Cái này em còn một set đen ép nhá, chị nào lấy thì cứ chốt đơn cho em nha nhá. Em còn một set đen ép 850, siêu đẹp luôn ạ. À. Cứ tin em đi, mặc dấu dáng cực kỳ xinh. Cẩm tú cầu M15 đen. Ok ạ. Tư cân. Ok ạ. Chuẩn luôn ạ. Áo ra sau em sale lốt là 500 đấy ạ. Còn áo phao không? Áo phao thì em còn vài cái thôi. M15 bây giờ chỉ còn size M15 bây giờ chị để ở chế độ dự phòng rồi chứ. M15 bây giờ ở chế độ dự phòng rồi ạ. Em nên toàn đồ các chị diện Tết nha. Thật ra những đồ này này chị nào mua trước luôn thì mua sau Tết mà em lên, các chị vẫn cứ muốn mua bởi vì sao? Sau Tết các chị lại càng cần những cái áo em đang mặc. Sau Tết các chị lại càng cần những áo em đang mặc, đúng không ạ? Mà tự dưng hôm nay em được em sale cho các chị. Các chị thấy không ạ? Thực sự bởi vì sao ạ? Sau Tết đúng không ạ? Ra thời tiết nó vẫn vừa. Đấy ạ, các chị vẫn cần những cái áo này của em Nga nhá các chị nhá. Nên là chị nào thích các chị dinh trước. Đấy ạ. Ôi, áo em đang mặc này. Chân váy nhung form chữ A dài nhà em hết mất rồi chị ơi. Chân váy nhung A hình như hết rồi, hết sạch rồi sao nhở? Còn cái nào nữa không? Hôm trước còn là còn cái nào nữa không nhỉ? Hay hết rồi. Hết rồi chị Trần Hiếu à, nếu mà nhung A à, rồi chân váy nhung này. À đây em còn chân váy nhung này thôi. Chân váy nhung này em nói thật sự với các chị là chân váy nhung này các bạn nhà em, nỗi là của các bạn nhà em. Bao nhiêu chị hỏi hết. Thật ra chân váy nhung này hôm qua em đây ạ, đúng một cọc này nó bị rớt. Nó nằm ở trong một cái cọc khác đây. Em không nói à, không phải cái này đây. Chân váy nhung này đây ạ, lỗi của các bạn nhà em. Em còn bảo là không có màu nâu cơ mà đây nó còn có màu nâu các chị này. Đây này. Vứt đúng một cọc này của em nha đi này. Đây các chị này nhìn này. Chân váy em đang mặc đấy ạ, các bạn vứt đúng một cọc của em nấp ở dưới một cái chồng là hình như chồng quần hay là chồng áo gì đấy các chị ạ. Tức là chân váy thì lại cho vào chồng quần chồng áo cho nên không phát hiện ra là có chân là chân váy đấy ạ các chị nhá, không tìm thấy nó cho nên là cuối cùng đấy ạ. Chân váy này mấy ngày em like đúng không ạ, bây giờ em sẽ nhìn ở chỗ này cho đấy ạ. Em như thế đây ạ, như sau. Ôi mà em sale các chị nhá, em chỉ còn tưởng một hai cái thôi mà say mờ thôi mà cuối cùng em sale. Áo này cho em nha, chờ một tí xíu nhá. Áo sát lách ra bao nhiêu tiền? Áo sát lách ra em sale là 500. Áo sát lách ra em còn mỗi cái một cái size S em sale luôn 500. Áo da em sale luôn 500 cho các chị luôn. Xuất sắc luôn. Cái này em còn cái này em còn màu nâu một chiếc size S. Màu nâu này em còn một chiếc size S này. Chân này một chiếc size S, một chiếc size L này. Chân này nhá, em còn một S, một L. Size S em đang mặc là size M, nói chung là SML 60 cân đổ về em chốt đơn. Chân này thì cực kỳ xinh luôn, chân này này size S cho chị nào dưới 50 cân. Là dưới 50 cân 51 cân nhưng cứ eo dưới 70 chốt cho em size S. Chị nào mà size M, chị nào mà eo khoảng tầm 75. Đấy ạ, 55 cân. Đấy ạ, nặng 55 cân hay 56 cân nhưng mà eo các chị cứ dưới 75 là chốt được cho em size M. Chị nào eo khoảng dưới 80 thì chốt đơn cho em váy này size L các chị nhá. Nâu thì em còn sót 1S 1N. Các chị thấy không? Mấy ngày em like váy này sale. Em không hề biết mà có còn cái này. Đấy hôm nay chị nào may mắn này. Đấy ạ. 1S 1N nâu, được chưa ạ? Màu đen thì em có size như sau, em không biết có size gì đây. Màu đen là em đang mặc là size M này. Màu đen em có M.
màu đen. À ui ôi, nâu em có một S, một M, một L các chị ạ. Nâu còn đúng sót một dây, một S, một M, một L. Đây nâu có một chiếc size M này. Nâu còn sót một S, một M, một L. Đen em sót chỉ còn size M. Chị nào lấy lên đơn chân váy này em sale luôn cho các chị nhá. 600.000 chân váy em đang mặc, 600.000 là váy nhung hàng siêu cấp dù em nga 600.000 rồi ạ. Chân váy nhung em đang mặc 600.000, chị nào lấy lên đơn hộ em. Đấy ạ, em sót mà các chị thấy không, em sót mà em còn đủ size màu nâu luôn, màu đen thì em còn mở nên hộ em ạ. Chị Hoàng Phan khi không rõ có phải là chị lấy áo sát lách màu đen không ạ? Chị chân váy nhung màu đen size M cho chị Nguyễn Thu Thủy lên hộ em. Chân váy này là M bao nhiêu đi các chị? M16. Chị Hoàng Thoan là chị đặt chị áo như bên trên đắt lát đá em nha, là cái gì nhỉ? Chị áo đắt lát đá là cái gì nhỉ? Em chưa dịch được kiểu chị Hoàng Thoan. Ghi là áo sát lát. À đây á, chị áo da này đúng không? Màu đen đúng không? Chị lấy màu gì? Màu đen. Chị Hoàng Thoan ơi, có phải là chị lấy áo da này màu đen không? Áo da này màu đen chị lấy cho con gái á, tại vì có 55 cân thôi. Màu đen size S chỉ có 55 cân thôi. Chân váy em đang mặc là M16 nhá, còn áo da này là M bao nhiêu nhỉ? Chị nên mã hộ em nhá, chân váy là M8 ạ. À, áo da là M8 ạ, size S, 55 cân đổ về. Nếu mà chị lấy áo da là 500.000 thì chị ghi hộ em là M8 màu đen size S. Còn chị nào lấy chân váy nhung ghi hộ em là M16 màu đen thì em chỉ có M. Màu nâu thì em có đủ dây 1S, 1M, 1L. Đấy ạ, chị nào lấy ghi hộ rõ hộ em mã nhá thì em chốt đơn cho nó nhanh ạ. Đấy ạ. Không còn nhá chị Vũ Sen ơi, chân váy nhung em còn mã này ạ. M6 màu size M này cho chị Nguyễn Thu Thủy này, M16 này, M16 màu đen size M cho chị Nguyễn Thu Thủy này. Có chân váy da size chị không nga. Chị Phạm Hằng ơi, chân váy da size chị á, chị chỉ mặc size S là ok, nhưng mà hình như không còn size ấy. Không còn size chị á. Không còn size chị là M16 size M màu đen. À, chị mặc được size S của cái mã gì nhỉ? Cơn ai mã sau ấy. Đây, màu đen cho chị, chờ em tí chị Phạm Hằng nhá. Thủy màu đen size M ạ. Màu đen cho chị Nguyễn Thu Thủy size M này. Chị Bình Tôn M16 màu đen này. Đen hết M. Đen còn M đây. Đen còn cái chị mặc nữa đây. Bình đây. Tôn là khách M. Chị Bình Tôn này, một cái size M này. Ok điểm này. Khách hả? Điểm à chị M. Điểm Tôn khách mới này, cho em xin số điện thoại với ạ. Chân váy nhung màu đen size M cho chị Bùi Minh nữa này. Ok ạ, à, chị Bùi Minh. Rồi ạ, à, chị Bùi Minh M16 đen M. Rồi ạ. À. Chân đây. Ba cái ạ. Ừ. Thì sót cả cọc đấy, rồi ôi, 600.000. Sót cả cọc. Chân váy em đang mặc có túi cạnh không? Chân này không có túi cạnh chị nhá. Chân này không có túi cạnh ạ. Cái này không có túi cạnh chị nhá, bởi vì chân này của em Nga nó là chung chân nhung. Chị Hoàng Thoan M8 size S màu đen ạ. Ok, chị Hoàng Thoan S đen này. Ok, chốt cho chị Hoàng Thoan S đen này, hết S đen luôn này. Anh màu đen không có size S gọi, chỉ có màu nâu thôi ạ. Màu nâu em chỉ có duy nhất màu nâu em còn sót một cái size S thôi, đen không còn S rồi chị ạ. Nâu cũng đẹp ạ. Nâu đây ạ. Chị Bùi Minh em chốt cho chị rồi ạ. Chị Bùi Minh em chốt rồi nhá. Chị Bùi Minh em chốt rồi. Chị nào bây giờ lấy màu đen size M nữa thì ở chế độ dự phòng nhá. Chị nào bây giờ lấy màu đen size M nữa thì ở chế độ dự phòng giúp em. Bây giờ là màu đen thì lấy ở chế độ dự phòng của em ạ. Đấy ạ. Màu đen bây giờ là ở chế độ dự phòng của em rồi. Màu nâu này, màu nâu đây các chị, màu nâu em còn sót đúng 1S, 1M, 1L. Chị nào lấy màu nâu chốt đơn cho em màu nâu nhé. Tí em mặc màu nâu cho các chị. Đấy ạ, chờ tí em mặc màu nâu cho các chị. Nâu em có 1S, 1M, 1L. Đấy ạ. Rồi, còn chị nào lấy áo này em chốt áo luôn. À chị Phạm Hằng. Chị Phạm Hằng ơi, cái chân váy da, chân váy da cái nãy của chị Phạm, cái chân váy da gì nhỉ? Cái chân váy da mã M10 ấy chị Phạm Hằng. Cái chân váy da đây này. Cái váy da này là chị Phạm Hằng eo 70-71 là chị mặc được. Cái đen. Cái nãy là chị nào chốt mà. Chân rẻ rồi. Thôi chị Trần lại đây còn một S đen nữa đây. Đây ạ, còn duy nhất đây một S đen nữa. Cái này là chị mặc được này. Đây. Cái này là chị size S chị mặc được chị Phạm Hằng. Chị Phạm Hằng eo 71. Đấy ạ. Cái chân váy da này nhá. Đấy ạ, đây này, chân váy da này này. Đây. Chân váy da đây chị nhá. Đây. Chân váy da này. Cái này em còn một chiếc size S nữa. Eo của chị eo 71 đang mặc được. Đó. Đấy, chị bảo em, chị Phạm Hằng là bao nhiêu, 1m50 được 9 cân. 1m50 nặng 49 cân. 1m50 nặng 49 cân. Mặc nếu mà chị cần dài thì chắc là phải sửa đi một tí xíu. Còn cái này nó thích một cái này, chị mặc cái này em thích một cái đây này. Nếu eo chị, nếu mà eo chị ấy, nếu mà chị, các chị nhỏ các chị về các chị rút eo này được, cái này điều chỉnh eo được. Cái này tay em đang cầm này là điều chỉnh eo được. Đấy, ví dụ như chị về mà chị thấy nó dài này, chị về chị đục nó ra hoặc chị cài nó thêm vào sâu một nấc nữa. Chị đục thêm một cái khuy ở đây này.
chị rít nó vào đây một cái nữa, thế là cái cặp chun này rất là thích luôn, nó lại sách dễ nhỏ hơn nhá. Đấy á, còn đấy chân về da này, còn cái này chị mặc được cái nhanh cho em ha, nó là size S, là size của chị đó. Thì chị chốt thì chị bảo em rồi, áo em chốt này, áo em có mỗi mấy chiếc thôi, em cũng lên luôn này. Đây ạ, váy nhung đen hết rồi đúng không? Ok, em lên váy nhung nhá, từ từ đã, váy nhung màu nâu cho chị để chị mặc với cái áo màu tím này các chị ngắm đã. Cái này thì em có như sau, màu tím áo em đang mặc các chị nhá, nhìn hộ em cái áo em đang mặc này, các chị thích kéo trễ xuống thấp nữa tùy các chị, nhưng mà các chị nào mà không thích kéo trễ thấp các chị cứ mặc như em đang mặc thôi được không ạ? Đấy các chị để như này này, tay như này này, xinh lắm nhá các chị nhá. Ui nó đẹp lắm, chất của nó y xì như loại 1, loại 2, loại 3. Đấy ạ, nhưng mà cái hàng này hàng của em kiểu cách hơn. Đây các chị nhá, xinh vô cùng. Màu tím em có, cho em nhìn size chút ạ. Màu tím em có size, đây các chị nhá, màu tím em có size này là size gì này. Đây là toàn hàng xuất hàng thôi. Màu tím em có 1M, 1L như em đang mặc. Em đang mặc là M, em đang mặc là M các chị nhá. Màu tím em có 1M, 1L, được chưa? Màu tím em có duy nhất 1M, 1L. Màu màu đen em có một chiếc size L. Màu trắng em có một chiếc size L. Em chốt đơn. Cái này có phải size M không? À size M không? Chị ok, màu tím em đang mặc là M. Chị nào 53, 54 cân đổ về mặc M. Chị nào 58, 59 cân đổ về mặc L hộ em nhá. Tím em có một chiếc size L. Tím em có một chiếc size L nhá các chị. Đây, tím có một chiếc size M, một chiếc size L này. Tím có 1M, 1L, áo siêu đẹp luôn. Áo này em sale cho các chị yêu ngày hôm nay là em sale 320 đi. Áo này 320 M17 quá đẹp luôn, màu tím 320.000 em sale 320. Những cái kiểu này nó là kiểu cách các chị ạ. Đấy, đây các chị nhá, màu tím em có 1M, 1L, em đang mặc M. Màu đen thì em có size L một chiếc, màu trắng em có size L một chiếc. Chị nào lấy thì chốt đơn hộ em, comment hộ em đúng cú pháp là M17 hộ em nhá. M17 ạ, 320.000. Áo này rất là xinh luôn ý. Lung lê mã tím size L. Ok chị Dung, Dung Lê. Lê vừa nãy là chưa chốt được mã nào đâu. Chị Dung Lê vừa xong là em chưa chốt được cho chị ạ. Chị Dung Lê vừa xong chốt mã gì đấy ạ? Nếu chị Dung Lê vừa xong chốt mã gì ở chế độ dự phòng của em. Đây, em chốt cho chị màu tím này, size L này. Đây ạ. Em còn màu đen size L và màu trắng một chiếc size L nhá. Em còn đấy, em còn có bằng này cái thôi. Những cái áo này các chị nhá, mặc áo này là nghiện đấy các chị ạ. Những cái áo này các chị mặc của em nha là nghiện, bởi vì cái chất của nó cực kỳ sướng luôn. Chất của nó các chị không phải dặn, không phải, em nói thật sự nhá, chất của nó những cái dòng xuất hàn này mà cái chất này này, em nha, thật sự em chả bao giờ lạ. Em cứ mặc xong em quất vào trong quái giặt đấy ạ, khô cũng nhanh, xong rồi em đút vào trong cái tủ, lúc nào em cần này em đút nó, em kéo nó ra em mặc, chả bao giờ em phải lạ, chả bao giờ phải nhăn nhầu gì, xuống vô cùng các chị ạ. Đấy, mà cái này ra Tết các chị lại cực kỳ cần. Chị Hoa Phan M17 M tím ạ. Ok, M tím, vậy là em hết M tím các chị nhá. Bây giờ em mặc sang chân váy nhung màu nâu và em sẽ mặc cái chân cái áo này màu đen đi. Em còn màu đen size L và màu áo màu nâu size L nữa nhá. À, màu đen size L và màu trắng size L nữa. Bây giờ em sẽ đặt sang chân váy nhung. Chị Nguyễn Phan M17 đen L ạ. Ok, chị Nguyễn Phan đen L luôn, hết đen L luôn. Hết tím rồi, tím bây giờ ai lấy cho chị đồ dự phòng. Em còn mỗi trắng thôi. Em còn mỗi màu trắng. Em còn duy nhất một chiếc màu trắng size L. Rồi ạ. À, đẹp quá. 320 không phải nghĩ. Rất siêu đẹp. Dẫn Tết ra một xuân mặt đẹp. Anh thích phát nhá. Chị Hoa Nguyễn trắng L ạ. Thúy Phạm, em chưa chốt được cho chị màu tím ạ, chị giữ phòng ạ. Thôi ạ. Còn lá này. Mấy cái thắt lưng này. Áo trắng lờ chốt cho chị Hoàng biết rồi ạ. Không thấy áo trắng lờ em hết luôn ạ. Ok ạ, chị Hoàng Nguyễn áo trắng lờ hết luôn này. Màu tím thế thì em hết luôn rồi.
áo em hết luôn ạ, em sang mẫu khác nha. À đây, cái này nó chân đến luôn mà không có cùng màu này nữa. Cái này chân đến lâu. Thì Luyến Phạm màu 17 là đen là khách mới, xin Luyến Phạm mà màu đen là khách mới cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. Cho em xin số điện thoại nha các chị ơi, khách mới cho em xin chiều cao cân nặng và số điện thoại em chốt đơn. Chị Luyến Phạm màu đen, thấy màu trắng hết luôn thì em mặc sang cái mắt khác đi. Ok ạ. Chị Luyến Phạm là khách cũ, à khách đấy rồi đúng không? Chờ em chút xíu để em lên cho các chị. Cho em xin lại số điện thoại để em ghép đơn chị ơi. Cho em xin số điện thoại để em ghép đơn nhé. Cho em xin lại số điện thoại để em ghép đơn. Để em tìm mẫu khác em mặc với cho các chị yêu. Cho em số điện thoại để em ghép đơn. À, chị có đơn cho em số điện thoại nào. Cho em số điện thoại để em ghép đơn ạ. Thôi, có số điện thoại đây ạ. Ok ạ. Ok ạ. Chờ em chút xíu nha. Rồi. Tiếp theo cho em ngang lên cho các chị áo này nữa này. Rồi à, em qua cái mẫu áo đấy luôn đấy, cho nên các chị áo này vậy. Chị nào mà không được áo đấy thì nên cho em áo này. Ôi, các chị thấy không ạ? Hôm nay em lên cho các chị nhưng mà đáng nhẽ nhá, ra Tết các chị cũng có thể mua áo này. Chị em toàn lên trước đấy. Chị Thúy Phạm không chốt được áo tím ạ. Hết áo tím rồi chị Thúy Phạm ơi, ở chế độ dự phòng cho em mất rồi chị Thúy Phạm ơi, sai cho em cái mẫu áo sau này vậy. Chị xin ra cho em cái áo sau này vậy. Em hết mất tím rồi, xinh lắm luôn ý. Em nên các chị đoàn hộ những cái áo này chất này. Tại vì những cái áo này là để cho các chị diện xuân. Các chị à? À, em nên cho các chị toàn những áo này, các chị có thể mặc diện xuân cho em nha. Thế nhưng hôm nay em lên trước này. Em lên luôn này. Lên luôn này. Các chị nha. Đây. Cái này thì nó có rút dây một tí xíu đây ạ. Trước khi em mặc lên em. Cái này em có mấy màu đây. Em có cọc cái áo này như thế này. Em có cọc cái áo này như thế này các chị nhá. Nên cho các chị ở đây nó sale luôn này. Đây ạ, cái này nó có rút dây rất là xinh. Rồi, à, chị đã sang cũ rồi nhưng mà phay của chị thì mới. À, do chị dùng phay mới đây ạ. Đây các chị nhá. Đây. Chị nào mà thích cái cổ này thì nên cho em. Cái này em có M và L, em đang mặc M đấy các chị ạ. Cái này khoảng tầm mà form của nó này, chị nào khoảng tầm mà 53 cân đổ về mặc cho em size M. 58 cân đổ về mặc L cho em nha. Form của nó không nhỏ nhỏ một chút xíu ạ. Đây. Rất là xinh nha các chị. Đếm sơ vin vào một chút xíu đấy. Em sơ vin vào một chút xíu nhé. Xinh quá luôn ý. Đẹp các chị ạ. Em về một lô chất này cho các chị. Cái này màu đen này, màu đen cho chị nào đây này. À cái màu đen này còn sót một cái đúng không? Em cho vào đây. Rồi, nên cho em cái này nhá, chân váy nhung này em mặc màu nâu đây. Nâu em còn một S, một M, một L. Nâu em còn một S, một M, một L nha các chị. Chân váy nhung em đang mặc là nâu em còn một S, một L, một S, một M, một L. Em sale là 600.000. Còn đúng một giây, chị nào mua được các chị thấy cực kỳ thích này. Quá đẹp luôn, áo em đang mặc nhá. Áo em mặc này. Em sale luôn cho các chị này. Cho các chị luôn diện Tết luôn này. Áo này ạ. À, 58 cân đổ về em chốt đơn. Em có màu be, màu đen và màu trắng. 290.000. Áo này 290. Áo này 290.000 nhá. 290.000. M18. M18 dùm em, 290. Màu be, yeah. Màu be, màu nâu, màu trắng và màu đen. 290.000. Cho em tí xíu. Sao? Nâu, chân váy nâu thì em chỉ còn M&N thôi. Chân váy nâu này cũng trước ngày xưa bao nhiêu chị hỏi. Không biết là nó còn sót. Mà còn sót đố sai chứ. Hiểu thế nào? Đây. Đây các chị nhá. Chân váy nâu em đang mặc là size M, S cho chị nào dưới 50 cân, eo dưới 70, eo 69, 70. Chị nào mà 55 cân đổ về mặc M, eo dưới eo 74, 75. Và chị nào lấy N này eo dưới 80 em chốt đơn. Em đang mặc là màu đen size M nhá. Áo này em có M và L. Em có trắng nữa này. 290 ạ. Em có trắng này, M này. Trắng đây. Em có trắng này, có đen này. Có me nhá. Cái này các chị mặc với quần jean cũng xinh và mặc cái váy. Mặc cái váy. Cái váy thì các chị mặc cho em cũng xinh. Be có 1M, 1L thôi. Trắng cũng có 1M, 1L.
đen thì em có được mấy cái đen ấy, đen thì em có được mấy cái nhiều hơn. Đấy, chị nào lấy thì nhanh tay. Xinh xuất sắc luôn, hàng siêu vip luôn. Toàn xuất hàng các chị nhá. Không bao giờ sợ nhăn. Đây. Mặc là nghiện đấy ạ, những cái kiểu như này này. Ôi mặc những kiểu này eo vô cùng luôn ạ. Đây các chị nhá, chị nào lấy chốt đơn hộ em, comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn. Áo là M17 dùm em nha, 53 cân đổ về mặc M. Áo này em chốt 53 cân đi, em đang mặc là M, 57 58 cân đổ về mặc L hộ em. Áo là M18 à? Áo là M10. Áo là kia sao nhìn kia là M17. À thế á, áo này là M18 hộ em nhá. Em chốt M18 các chị ơi. Em chốt M18 á. Em chốt M18 các chị nhá. M18 màu đen cho chị Nguyễn Thị Lan. M18. M18 cho chị Nguyễn Thị Lan. À, nâu nâu chị Phạm Hằng mặc M đi ạ, à. Chị Phạm Hằng mặc M ạ. À. Chị Phạm Hằng một cái là M nâu. Chị Phạm Hằng ơi chị mặc M đi, chị Phạm Hằng mặc M ạ, à. Một cái M nâu cho chị Phạm Hằng. Không có S đâu, em có ML thôi. Form này form nhỏ các chị ạ, à. Form nhỏ. Cái này form nhỏ cho chị Phạm Hằng này. Cái này có cái tao luôn. Rồi ạ, à. Ok cho chị Phạm Hằng một cái nâu này. Ví dụ em là M18 ấy. Em phải cài cái này vào nó còn bị đơn. Một cổ. Nhìn trên cổ chị. Chị Phạm Hằng M18 lâu là hết nâu luôn M này. Đây này trên đây này. Thấy ạ, chị nào làm lấy M18 màu. Chị Nguyễn Thị Lan là cách mới cho em xin chiều cao cân nặng đi ạ. Chị Phạm Hằng M18 màu nâu size M em chốt đơn rồi ạ. Chị Phạm Hằng ơi, chị lấy nâu M ấy. Nâu M em đang mặc M ấy, form nhỏ. Form nhỏ ạ, đây. Em buông cái này ra. Em buông cái này ra, chân váy của em nga là M16 ạ. Cái này mặc hết eo cực kỳ luôn các chị nhá. Áo của nó là rút dây. Các chị ngắm cho em cái áo này này, áo này nhá các chị nhá. Các chị mặc cho em nha, siêu thích. Các chị rút, ai thích như thế này các chị rút cho em nha. Cái này không bao giờ, các chị giặt không thoải mái cho em nha, không sợ nhăn nhở. Cái này của em nha nó là bổ, nó hơi kiểu cổ V này, bẻ cổ như thế này. Nên là mặc lên nó rất là xa các chị ạ. Đấy, xinh lắm luôn các chị nhá. Form nhỏ, cái áo này form nhỏ các chị nhá. Chị Nguyễn Thị Lan khách mới ạ. Chị Nguyễn Thị Lan khách mới cho em xin chiều cao cân nặng em mới chốt được nhá. Đấy ạ, chị Nguyễn Thị Lan khách mới. Áo còn màu nâu không chị? Chị Hương Nguyên em còn màu nâu một chiếc size L đấy ạ. Áo này em còn một chiếc màu nâu size L chị Hương Nguyên. Chị em mặc nâu chị ngắm ok rồi. Đây để em mặc đơn màu nâu đây em mặc luôn. Đây là em mặc đen nhá các chị. Đây em mặc đen nhá. Bây giờ em mặc cái màu này gọi là nâu be đấy ạ. Nâu be. Chị Nguyễn Thị Lan cho xin chiều cao cân nặng ạ. Chị Nguyễn Lan cho em siêu cao cân nặng em mới chốt được nhá. Áo này 290. Đây em mặc màu be đây ạ. Siêu đẹp rồi. Này. Xinh ạ. Đấy các chị này, nó cứ rúm rúm như này mặc đẹp lắm. Nâu này em còn size L nữa đấy chị Hương Nguyên. Chị Hương Nguyên lấy thì bảo em, chị Hương Nguyên là mặc L mà đúng không? Chị Hương Nguyên năm mấy cân mặc L. Đây ạ, xinh lắm luôn. Cái này cái nào cũng xinh ạ. Chị Hương Nguyên 1m61 50 cân. 1m61 50 cân à? Nâu em còn L thôi chị Hương Nguyên ơi. Nâu em còn L thôi. Nâu em hoàng M16. Xinh lắm ạ, đây ạ. Các chị không cần sơ vin nhá. Áo này các chị hoàn toàn rút dây cho em được, không cần sơ vin. Các chị rút tùy theo các chị điều chỉnh nhá. Cái rút dây này, các chị tùy theo điều chỉnh. Cái này không bao giờ sợ nhăn nhở, thoải mái cứ giặt cho em xong vứt vào tủ. Các chị ạ, đấy ạ, không cần phải gấp gáp gì. Cứ rút vào tủ cho em nha. Để riêng những cái loại áo này cho em nha. Đến lúc nào các chị cần là các chị cứ thế bỏ ra mặc, chẳng cần phải làn lượt gì. Đấy ạ. Các chị có để còn lăm cũng không bao giờ nhở. Chất này nó siêu sướng là vì vậy. Chị Nguyễn Thị Lan 1m53 49 cân. 1m53 49 cân mặc size M. Size M cho chị Nguyễn Thị Lan này. Chị Hương Nguyên không có hết rồi. Chị Nguyên ơi, màu nâu em chỉ còn size L thôi ạ. Chị Hương Nguyên màu nâu size L thôi ạ. Chị Phạm Hằng này em chốt M nâu rồi. Em chốt M nâu cho chị Phạm Hằng rồi. Chị Phạm Hằng em chốt M nâu rồi. Chị gì màu đen size M này. Chị Nguyễn Thị Lan màu đen size M này. Lâu em còn một chiếc size L thôi ạ. Chị Phạm Hằng em chốt cho chị Phạm Hằng màu nâu này size M mất rồi. Chị Hương Nguyên em hết mờ nâu rồi. Tại vì em chỉ còn mỗi một lờ lâu thôi. Chị Phương Hà lờ nâu ạ. Chị Phương Hà mờ nâu này. Ok này. Lờ lâu này. Lờ nâu 57, 58 cân các chị mặc đẹp. Em ơi nộn cái áo này ra lại cho chị Phạm Hồng nhé. Rồi em còn màu trắng nhá. Cái gì ạ? Em còn đen ạ. Trần Thơ M16 chân váy dung nâu size S ạ. Nâu size S cho chị Trần Thơ là ok. Chị Hương Nguyên bảng size N cũng được. Hết rồi, hết rồi nhiều. Lâu lại bây giờ hết mất rồi chị ơi.
đâu bây giờ chị lại lấy ở chế độ dự phòng rồi. Chị Phương Hà, nếu mà yêu cầu chuyển khoản thì em chuyển xuống cho chị Hương Nguyên luôn đi. Ok ạ, em chốt áo size L cho chị Hương. Chị Hương Nguyên ạ, ok ạ. Tại vì trong những cái quá trình mà em sale như này rồi ấy, thì em đi chốt đơn đơn chắc luôn nhá chị nhá. Nên là chị thông cảm với em chắc. Trừ khi bây giờ chị tinh luôn thì bắt đầu em sẽ để luôn cho chị. Rồi ạ, màu nâu size L và size S này cho chị nào. Trần thơm này, ok. Chị Dần Thơm chân váy nhung xem màu nâu CF này. Hết rồi chị Phương Hà. Chị Phương Hà ơi. Chị đây ạ. Đây nhá. Đây ạ. Màu đây là màu trắng nhá, màu trắng cũng xinh ạ. Em mặc màu trắng này, trắng có 1M 1L. Trắng có 1M 1L nhá. Tại vì chị nào mà ở chế độ chuyển khoản hay yêu cầu chuyển khoản như này nhà em là như trong những cái line này đấy, chị thông cảm của em một tí xíu. Đây. Xuân Hoàng Xuân, Xuân Hoàng Xuân là khách mới xin được con nặng chỉ lấy M16 size M. Xin được con nặng. Chị Hoàng Xuân lấy M16 size M cho em xin chiều cao chân nặng với ạ. Chân váy này nào. Chị Hương Nguyên này em chốt N lâu cho chị. Em chốt N lâu cho chị Hương Nguyên rồi nhá. Em chốt N lâu cho chị rồi. Đây ạ, màu trắng. Bên trong em đang mặc cái mờ ra màu đen thôi nhá các chị nhá. Đây. Xinh lắm luôn, chị nào tin em trắng cũng xinh ạ. Trắng có một mốt một chiếc 1M 1L 290.000 chẳng phải nghĩ. Đấy ạ, M chị nào 53 cân đổ về chốt đơn. L cho chị nào 58 cân. Đấy ạ, đen thì em còn. Đen em còn, em xem em còn size gì. Đen em còn size M và size L. Chị nào lúc size M, lúc size L. Chị Xuân Hoàng là bao nhiêu cân? Mới. Chị Xuân Hoàng ơi, chị cho em chiều cao cân nặng với ạ. Chị Xuân Hoàng khách mời cho em chiều cao cân nặng đi chị ơi. Cho em chiều cao cân nặng đi ạ. Cho em chiều cao cân nặng đi chị yêu. Cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. Thế mời cho em xin chiều cao cân nặng nhá. Thế mời cho em xin chiều cao cân nặng với chị yêu ơi. Chị Xuân Hoàng Hoàng lấy M16 size L cho em chiều cao cân nặng. Váy này ạ, 63 cân em hết size rồi chị Nguyễn Quỳnh Liên ơi. 63 cân em không còn size. Chị Phương Hà ở chuyển khoản luôn. Mở hết rồi chút hết rồi. Đấy. Đây ạ. Chị Xuân Hoàng là chị size L 56 cân, 56 cân chuẩn size L. Nghe, ok. Còn màu nâu. Chân váy mà, màu nâu mà. Chị báo chị là có màu nâu thôi. Chân váy là có màu nâu, đúng rồi, M16 màu nâu nhá chị Xuân Hoàng nhá. Chị ok nâu vậy. Chị lấy màu nâu, chân váy em đang mặc là màu nâu size L. Màu nâu size L, chị ghi hộ em là màu nâu đi chị Xuân Hoàng ơi. Chị ghi hộ em là M16 nâu N nhá. Để cho các bạn chốt cho nó chuẩn. Tại vì màu size L em chỉ có màu nâu size L thôi. Bây giờ em còn duy nhất một chiếc màu nâu size M. Đấy ạ, 56 cân mặc chuẩn L dùng em đúng rồi. Chân váy này chị 56 cân phải mặc L. Đấy ạ. Váy đỏ em xem đây chị Mai Trang Độ ơi, váy đỏ đây ạ. Váy đỏ này là 990.000. Váy đỏ này 53-54 cân đổ về là chị mặc đẹp cho em ra này. Chị nào cứ 53-54 cân, em chỉ còn size M thôi, hết size S rồi. Hết size S, hết size L rồi, em chỉ còn size M cho chị nào 53. Chị nào mà khoảng tầm từ 50 cân. Chị nào khoảng tầm từ 50 cân. 50 cân 49 cân mà các chị cũng mặc được. Nói chung là tầm 49 cân mặc hơi thoải mái tí xíu, còn không các chị cứ chốt cho em là 50, 51, 52, 53 cân, 54 cân, cao là các chị mặc đồ cho em nha. Váy này. Đấy ạ, mức giá là 990.000. Đấy các chị nào lấy thích váy đỏ ghi hộ em là váy đỏ nhung 990.000. Size duy nhất là size M em chốt đơn. Đấy ạ. Áo em đang mặc em còn màu trắng và màu đen nhá. Chị nào lấy thì chốt đơn. Đấy ạ. Ok, chị Xuân Hoàng cao 1m60 nặng 56 cân chuẩn luôn ạ. M14 đỏ size M. M14 em có đỏ đâu nhỉ? M14 em có đỏ không? M14 em không có đỏ chị. Xuyên xuyên. M14 áo đỏ là hết rồi. M14 làm gì có mặc áo đỏ. M14 áo đỏ hả? M14 áo đỏ em hết mất rồi ạ. Chị Xuân Hoàng là lấy màu nâu nhé. Đằng nào cũng gọi điện chốt đơn cho chị tí em báo lại cho chị là màu nâu. Đấy ạ, chị báo lại cho chị là màu nâu nhé. Chị Ngô Huyền em hủy cho chị váy M3 size L nhé.
Em chỉ lấy áo vest thôi. Ok chị Ngô Huyền, em hủy váy M3 size L đi. Chị Ngô Huyền váy M3 size L, màu đen đúng không nhỉ? Váy màu đen size L đúng không? Hay là màu nâu? M3. M3 là cái chân váy nhung hay sao ấy hả? Chân váy siêu cấp. À chân váy siêu cấp. Màu size L. Đen, một con đen N thôi ạ. À có môi đen N thôi đúng không? Chân váy đen N, ok, ok chị Ngô Huyền. Ok chị Ngô Huyền. Ok chị Ngô Huyền, rồi ạ. Ok chị Ngô Huyền nhá, rồi. Em đây ạ, tiếp nha các chị. Rồi áo em đang mặc chị nào lấy thì chốt đơn nha. Các chị thích váy tiếp không ạ, em nên xếp váy. Còn nếu không các chị thích sang bộ không ạ, em nên bộ. Hay cứ lên theo ý em nhá. À đây em có một cái chân váy nhung, ok, cái này. Cái này, cái này. Rồi áo em đang mặc em còn trắng ML. Em sale là 290. Những cái áo này của em Nga mặc chẳng bao giờ lỗi mốt. Riêng cái áo này của em Nga, những cái áo mà tay em mặc ấy, là không bao giờ lỗi mốt luôn. Cái áo em Nga mặc là không bao giờ lỗi mốt. Các chị cứ thích, các chị dinh. Bởi vì mặc thích lắm luôn ý. Mặc là nghiện ấy. Em còn một cái em này, em còn một em mình xốp này, tặng cho các chị này. Tặng một số những cái áo này cho các chị nha. Các chị diện luôn này. Nên hộ em nhá. Ôi nhiều. Chị nào lấy này, lên hộ em. Xinh chưa? Cái này size gì nhỉ? Cho em tí em nhìn size gì đó. Size M. Size M các chị nhá. Size M, size M. Chị nào khoảng áo gì xốp này size M, chị nào mà khoảng tầm này em mặc lên đó này. Ồ đẹp không các chị? Quá đẹp luôn á. Nỉ xốp các chị nhá. Siêu đẹp luôn. Chị nào lấy áo nỉ xốp này em sale này. Chị nào mà khoảng tầm mà tầm 57 á, 57 58 cân. 57 58 cân cho đến 63 cân em chốt đơn, 58 cân đến 63 cân em chốt đơn áo này. 58 đến 63 cân ạ. Thật ra khoác thì 64 cân cũng được, em chốt 63 cân đi. Em còn một cái đây em sale lốt. Em sale cho các chị yêu áo này nhá. 290. Duy nhất một chiếc 290 nghìn nỉ xốp. 290, chị nào lấy nên đơn được em. M bao nhiêu nhỉ? M19. Áo này nó siêu hot luôn. 290 nghìn nên hộ em là M19 á. Nên hộ em là M19, em chốt đơn nhá. M19. M19 dùm em. M19 dùm em ạ. M19 dùm em. Comment hộ em cú pháp em chốt đơn. Đã, M19 dùm em. M19 ạ. Chị Hiền Hà M19 em chốt đơn, em hết M19 luôn này. Có một chiếc duy nhất này. Tiếp này. Đây mấy cái này nên nốt luôn này. Toàn cái xinh này cho các chị diện. Đây ạ. Ôi cái này quá à. Toàn là còn sót. Toàn cái xinh. Đặt nốt luôn. Được cái đấy chút xong 5 cân, thật ra chút xong 5 cân được. Xe mờ mà. Rõ rã. Cái này nha các chị, em còn một chiếc xe S, một chiếc xe M. Một S, một M hôm nay. Hôm nay tặng kỷ niệm các chị luôn này. Cái này siêu đẹp luôn. Chị nào mua được là cực kỳ xinh nha. Xe S và xe M. Chị nào mà khoảng tầm size S này, size em đang mặc, chị nào khoảng tầm 53-54 cân đi. Em chốt 53-54 cân mặc S cho em nha. 50 size M cho chị nào 57-58 cân mặc cho em size M. S 53-54 cân, em đang mặc S đấy ạ. S 53-54 cân đổ về mặc S. M cho chị nào 57-58 cân chốt đơn cho em size M áo này. Em sale luôn cho các chị yêu này, siêu xinh nha các chị. Sale cho các chị yêu là 270.000 rồi em nha. M20 270, xeo lỗ luôn, 270.000. Hàng này đẹp lắm luôn các chị ạ. Hàng này của em Nga nó hàng loại 1 nhá. Ship xuất sắc. Các chị nhìn cái gen này các chị biết.
270.000 hộ em. Tại vì cái áo này ấy, nó có cái hàng mà người ta may nhái này, nó rẻ lắm. Nhưng mà cái hàng này của em là hàng nhập, hàng này là hàng chuẩn Quảng Châu. Đấy, nên chị nào lấy thì chốt đơn. Hàng này của em nó hàng chuẩn Quảng Châu. Nó có kèm cho một cái tang. Có hàng cái tang. Nên là cái chất ren của nó mềm. Cái chất ren của nó mềm nhá. Cái cạp này, này. Nói chung là chị nào thích hàng xịn thì chốt. Đó, 270.000 em chốt đơn. M10 M20 à? Ai đang mặc M20 có mỗi một cái size S, một cái size M thôi. M20 một cái S, một cái M. Chị nào muốn lấy thì chốt đơn. Em sale lỗ. Em sale lỗ luôn ấy, là 270.000. Nguyễn Thúy M17 màu tím hay là M17 màu tím hay là M17 màu tím size M mà. M17 là cái áo vạt chéo kia. Hết rồi. M17 em hết ạ. Em đang mặc là M20 cho chị Hương Nguyên size S này. Chị Nguyễn Thúy M17 size L. Nếu mà chốt được ở trên thì em chốt được M17 size L, cơ nãy là chị chốt cho ai M17. Ở ngay dưới chân đây. Anh dưới chân anh là 17 đấy, size L kìa, chốt cho ai đấy. Rồi ạ, cái này là size S này, cho chị Hương Nguyên này. Cái này size S cho chị Hương Nguyên này, em còn màu xanh ạ. Em ơi, em còn màu xanh size M nhá, chị nào lấy thì chốt đơn. Em còn xanh M. Trời ơi, đây này, em còn sót đây này, em về luôn. Đây ạ, tiếp này, chị nào ạ. Đây ạ, em còn mỗi cái một chiếc này, mỗi cái một kiểu, đen này em còn. Ủa, đen em còn 1S này, em mặc luôn, rất là đẹp luôn nha. Ngày sale quá rẻ cái áo này luôn. Toàn đẹp thôi. Nói thật sự là còn không biết là nó còn sót còn. Chứ còn nếu mà đến lúc mà em vẫn lên cho các chị thì vẫn bình thường luôn. Hôm nay thì lại sale lỗ. Cái chất của nó khác, nó mềm lắm các chị ạ. Rồi ạ, à, màu xanh đấy là M20 nhá. Em còn một chiếc màu xanh size M, áo đẹp lắm luôn các chị ạ. Cái này em đang mặc này, màu đen em có một chiếc size S, một chiếc size L. Màu trắng còn một chiếc size S, màu nâu còn một chiếc size S. Áo này em đang mặc, áo này em chuẩn bị lên này, 270.000 luôn. Nên độ em là M21. M21 nha, em có. Chốt 20 chị Hương Nguyên đấy. Chị Hương Nguyên lấy M20 size S. Có màu xanh size M. S là chị vừa bỏ vào đấy đấy, size M mà. Ha. Đấy là M à? Thế chị Hương Nguyên ơi, cái xanh, màu xanh em chỉ có xanh M rồi chị Hương Nguyên ơi. Xanh là M, mặc, ôi sao chị mặc gọn thế nhỉ, cái đấy hình như có sai, nó có bị nhầm nhỉ. Cái này mới là S này. Chị hồi xuất là M20 xanh M, đổi chị màu đen, không màu đen. À đây ạ, à, màu cái M20 nó chỉ có màu ấy thôi ạ, à. Đây ạ, à, chị chốt ra màu đen thì M21 rồi em. Màu xanh. Chị Huyền Thanh M20 xanh M này. Ok ạ, à, chị Huyền Thanh M20 xanh M, màu xanh. Chị Hương Nguyên ơi, chị Hương Nguyên ơi, cái xanh vừa rồi em mặc nó là xanh M, chị Hương Nguyên ạ. Em nhìn nhầm thế sao? Nhưng mà cái form đấy em thấy cái size M đấy như kiểu nó đánh nhầm ấy, nó bên nó nhỏ nhỏ nên là chị Hương Nguyên lấy thì báo em rồi. Okay. Em ghi rõ cái đấy vào nhá, bởi vì em để vào M cũng được ạ. Ok ạ, tại vì cái đấy em sợ là sai của nó ấy. Đây rồi ạ, M21 này nên của em này. M21 này đen em có một chiếc size S, một chiếc size L, trắng em có một S, một nâu em có một S nhá các chị nhá. Trắng nâu đen em còn S và đen màu đen thì em có một chiếc size L. Đen em đang mặc S đây này. S em đang mặc đây các chị nhá. S này cho chị nào mặc khoảng tầm, em chốt S này cho chị nào khoảng tầm 52 cân đi. 52 cân, 53 cân như em mặc là các chị có thể mặc đồ cho em nha. 52, 53 cân mặc cho em S. Còn size L cho chị nào 60 cân, 60, 61 cân mặc M. 60, 61 cân mặc L màu đen. Comment của em đúng cú pháp em chốt đơn. Giá bao nhiêu ạ? 270, chị sale lốt 270. Chị sale lốt 270. Đấy, chị sale lốt 270 ạ. Được. Chị Hồ Thị Tuất là bao nhiêu cân nhỉ? Chị Hồ Thị Tuất 21. Chị cho sai. Chị điểm tôn là màu đen S này. Chị điểm tôn là màu đen S này. Chị điểm tôn là ba người nhỏ đúng không? Chị điểm tôn nó 4 mấy cân đúng không? Là chị điểm tôn là đen S này. Chị, đúng không? Là S này. Chị Hồ Thị Tuất. Tuất xem sai bao nhiêu? 1m54-58 cân. Chuẩn size L luôn này. Chị Hồ Thị Tuất size L luôn này. Ok này. Chị Hồ Thị Tuất size L luôn này. Cái này là đen S này. Đen S cho chị Bình Tôn này. Em còn nâu S và trắng S nhá các chị. Em còn nâu S và trắng S thôi ạ. M21 em còn nâu S và trắng S thôi ạ. Nâu S và trắng S thôi. Xanh của M20 còn một chiếc xanh M đấy. Cái này chốt cho ai nhỉ? Xanh M với có chị Phạm và chị Thanh Huyền Thanh. Dạ. Xanh M20 này. Chị 58 cân bằng M. À ừ đúng rồi, bằng màu phải đánh chuẩn 57-58 cân.
rồi rồi rồi. Ok ok. Nốt này. Nâu S ạ. Nâu S trắng 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 S các chị nhá. Nâu S trắng S. Nâu S trắng S ạ. À, các chị ơi, tại vì là hôm nay là em cố gắng em đi đơn hết, cho nên là tí nữa một số những chị yêu là khách mới nhá, để ý điện thoại giúp em nhá. Để nhà em gọi điện luôn, bởi vì nhà em nghe khách cũ là em chị bận lên đơn. Khách mới thì em sẽ gọi điện chốt đơn, tí em gọi luôn nhá. Nâu S cho chị Trần Thơm. 55 cân, chị Hoài Vũ ơi, 55 cân M21 em hết size rồi. M14 màu đỏ tay L, chị Nguyễn Thúy, M14 màu đỏ tay L là cái gì nhỉ? M14 em hết rồi. Em chốt cho chị Trần Thơm nâu S này. Trần Thơm nâu S, em còn một chiếc trắng S nữa. Nên là các chị nào M17 chị ơi, chị nào lấy M17 hết size rồi, chị Nguyễn Thúy ơi. M14 màu đỏ tay L hết mất rồi ạ. Các chị yêu khách mới nhớ để ý số điện thoại của em nhé. Tại vì em gọi điện để em làm sao mà đi đơn được luôn cho các chị. Đấy ạ, thì để các chị mà có thể chốt được đi luôn được. Nếu không sẽ không kịp ạ. Đấy, không kịp các chị ạ. Nên để ý điện thoại của em với. Tí nữa các bạn đến là gọi luôn đấy ạ. Đây. Màu trắng ạ, em còn một chiếc màu trắng nữa, 270.000. Chị nào lấy chốt đơn 270 màu trắng nhá các chị. 270 màu trắng. 270.000 màu trắng em chốt đơn. Chị nào lấy màu trắng comment của em đúng cú pháp là đẹp ngất ngây luôn. Riêng áo này không phải nghĩ, màu nào em cũng thấy đẹp. Riêng áo này màu nào cũng thấy đẹp. Màu trắng, chị nào lấy màu trắng lấy liền luôn ý. Chất quá mềm và sướng. Hàng đẹp cho em, hàng xịn cho em nha. 270.000 em chút đơn nhé. Rồi em còn màu trắng cuối cùng. Rồi tiếp theo cái áo này. Áo này này, em còn cái áo này áo đắt dã man luôn. Này đắt dã man, nhưng em còn một chiếc màu trắng, một chiếc màu đen. Size của nó hình như size S đấy. Chỉ tốt các chị nhá. Áo đắt cực kỳ em luôn, em sale luôn này. Màu đen em còn size M. Chị nào cứ chị nào khoảng tầm 55-56 cân, chị nào 60 cân đổ về mặc M cho em nha. Chỉ tốt. Chất nhẹ như là như gì luôn. Đây ạ, à, chất nhẹ tanh luôn. Cái này em sót còn một chiếc màu trắng size S, một chiếc màu đen size M. Chị nào mà 60 cân đổ về mặc size M cho em nha. Chị nào dưới 60 cân thì mặc màu đen size M nhá. Chị nào 55 cân đổ về mặc cho em màu trắng xe em chốt đơn. Trắng xe em chốt đơn. Đó, comment hộ em đúng cú pháp em chốt đơn này. Đấy ạ. Chị nào lấy lên hộ em màu đen mã này, em sale luôn cho các chị này. Hôm nay em sale áo này luôn nhá. Em sale luôn 280.000 luôn đi. Sốc luôn 280. Chị nào lấy ghi hộ em là mã M mình shop các chị ạ. 280.000 áo này đẹp lắm. Cái này các chị ra Tết mặc diện cho em nha. Cái này nó có cái khuy cài nhé, em không cài khuy ở đây đâu. Nó đằng sau nó có khuy cài đấy, em đang mở đấy. Bởi vì em vừa mặc chui đầu nên em vừa mở cái khuy cài. Nên là các chị nhìn cái này, này khi mà em cài vào nó rất là gọn, cực kỳ xinh. 280.000 đen. Chị nào mà dưới 60 cân chốt đơn cho em đen. Chị nào 55 cân đổ về chốt đơn em trắng. Đúng chưa? Mình shop có giãn siêu thích luôn, mặc nhẹ tây. Giá Tết du xuân các chị mix cái này cho em, chân váy các kiểu đều đẹp nhá. Cái cổ của nó quá đẹp luôn rồi. Đấy, chị nào lấy ghi hộ em là M22. Chị Tâm Đức áo tím không chốt được ạ. Chị Tâm Đức ơi, em không chốt được áo tím cho chị mất rồi. À, chị Trung Nguyệt hỏi hôm nay nay cuối ạ. Đúng rồi, hôm nay nay cuối rồi chị Trung Nguyệt ạ. Tại vì là nay này là hôm nay là em live buổi cuối cùng thì mới kịp đi đơn cho các chị yêu. Đấy, kịp đi đơn cho các chị yêu, còn lại là đấy, nhưng mà hôm nay em lên cho các chị nhá, toàn cái đồ mà các chị diện được. Em nay live cuối nhưng các chị thấy không, toàn đồ đặc sắc. Các chị diện trong Tết cũng được, mấy nữa mà thời tiết mà Tết nhá, các chị mua cái này của em Nga về, các chị nhận nếu mà thời tiết nó không quá lạnh, các chị mặc cho em quá đẹp luôn. Còn nếu như mà thời tiết mà nó kiểu hơi lạnh, các chị cũng có thể khoác vào cho em Nga. Còn ra Tết chắc chắn là những đồ hôm nay các chị sẽ mặc của em. Tại vì sao, lúc đấy thời tiết nó hơi xe thôi. Thì những cái áo này của em Nga này, hoặc là những cái áo mà em Nga lên cho các chị giá sale như vừa rồi ấy, là các chị mặc được hết và các chị du xuân cho em Nga. Đẹp, nhớ cho em nhiều ảnh feedback xinh nhá các chị nhá. Bởi vì những chất liệu đấy thì cực kỳ xinh luôn. Đây em màu trắng này. Chị nào lấy thì chốt đơn hộ em. Chị Nguyễn Duyên M22 đen. Ok, M22 đen cho chị Nguyễn Duyên. Mời chị Nguyễn Duyên M22 đen này. Tay M luôn này. Tay M luôn, em còn một chiếc màu trắng nữa. Đấy ạ, chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Comment hộ em M22 em chốt đơn. Đó, M22 em chốt đơn. Rồi ạ. Trắng size S Nga đang mặc cho chị tặng hàng, ok ạ. Tối nay thì em chắc là em khả năng em không đổi mất rồi chị ạ.
Tại vì tối nay em lại phải, tối nay em lại có việc. Tối nay em lại có việc rồi. Tối nay em buồn lắm, nhưng mà thật ra em cũng muốn tối nay em lên cho các chị đấy, nhưng mà tối nay em lại có việc mất rồi. Nên em không lên được. Bây giờ em lên là em gấp đơn để em đi đơn luôn cho các chị. Đã đi luôn luôn cho hôm nay. Còn nếu như mà có lên được nữa thì em nghĩ là các chị chỉ nhận sau Tết thôi. Hoặc cùng lắm là chị nào ở Hà Nội. Chị nào ở Hà Nội thì có thể bên em thích được, còn nếu mà không thì không thích được. Đấy ạ, ví dụ ở Hà Nội, nhưng mà ví dụ Hà Nội nhưng mà các chị mà ở những cái vị trí nó dễ ship ấy thì có thể em nhận. Còn nếu mà các chị mà thích thì em có thể lên cho các chị, nhưng mà các chị chuyển cọc trước ra Tết em ship. Đấy, ra Tết em ship thì có thể được thôi. Còn bây giờ thì chắc là không kịp. Đó. Bây giờ thì không kịp nữa rồi. Đấy, nên là rồi nhá, em xem. Còn áo phông không, like đi để dồn đơn. Áo phông á, áo phông em còn. Chị này áo phông kiểu gì? Chị mặc áo phông, nếu mà chị mặc áo phông crop top, chị Trung Nguyệt là bao nhiêu cân nhỉ? Chị Trung Nguyệt là bao nhiêu cân nhỉ? Áo phông á, áo phông thì ra Tết thôi. Bây giờ em không kịp nữa rồi. Trung Nguyệt là 1m55, 64 cân. 1m55 lại 64 cân. Áo phông chị inbox vào trong trang của em đi thôi. Bây giờ cũng kịp nữa rồi chị ạ. Đấy ạ. Rồi ạ, chắc là rồi. Em lại không lên được bộ cho các chị nữa rồi. Tiếc quá. Nên sao bộ cho các chị mà không kịp nữa rồi. Bởi vì bây giờ em lại phải đi luôn. Bây giờ em phải đi luôn. Rồi nên sờ được cái áo này. Rồi áo này áo đắt của em. Áo này gần, áo này em nhớ là gần 1 triệu một cái. Gần 1 triệu một cái áo này luôn. Gần 1 triệu một cái áo này nha các chị nhá. Hôm nay em xem với các chị này. Gần 1 triệu luôn ạ. Các chị nhìn nó khác không ạ? Áo em bán là gần 1 triệu. Cái áo này thì chị, áo này nó form nó thoải mái các chị ạ. Size S đấy các chị ạ. Nhưng mà nó kiểu form to á. Form to các chị nhá. Cái này size S. Chị nào là lấy này. Chị nào là cao ấy, mặc đẹp cho em rất là xinh luôn. Chị nào cao nhá, mặc đẹp cho em rất là xinh. Cái này size S cho chị nào mà khoảng tầm 56, 57 cân ạ. 57 cân, 57, 58 cân các chị mặc được. Chị nào khoảng tầm từ 55 cân. Cái này nó form size S nhưng mà form nó to các chị ạ. Chị nào mà khoảng tầm từ 55 cân, 55 cân cho đến 58 cân, 58 cân, 59 cân chốt đơn được cho em áo này size S. Hàng VIP đấy các chị ạ. Em sale cho các chị này. Em sale chị nào mà có cân nặng đấy nhá. Hàng này của em Nga là gần 1 triệu. Em sale luôn cho các chị à. Tặng kỷ niệm các chị luôn là 700 nghìn đi. Được chưa ạ? 700 nghìn. Duy nhất một chiếc em vừa sờ đấy. Cái này đắt ạ. Em nói luôn là cái này đắt. Cái này rất đắt các chị nha. Rất là đắt. Chị nào mà mặc được thì rất là xinh. Đây ạ. Các chị nha. Đây ạ, M23 hộ em sale là 700. 700 các chị nha. Duy nhất một chiếc thôi, em vừa nhìn thấy nó 700 nghìn. 700 nghìn. 700 nghìn các chị ạ. 700 nghìn nhá. 700 nghìn. Xe ghép đấy ạ, xe ghép đấy các chị ạ. Xe ghép đấy ạ. Rồi. Áo len xanh còn không ạ? Áo len xanh là cái áo gì ạ? Len xanh bây giờ em không biết được rồi. Em không còn áo len xanh. Rồi ạ, bây giờ em chỉ các chị nào mà thích này, em dơ cho các chị một số những cái bộ siêu cấp. Em dơ thôi nha các chị nha. Còn cái em còn mặc áo thôi. Chị nào mua được em chỉ lên khoảng 5-10 phút nữa là em dừng live rồi. Đấy các chị nhá, chị nào ưng các chị chốt. Mấy mười năm em hết rồi ạ. Set này em chỉ còn duy nhất S này. Set này em còn duy nhất S nhá. Chị nào muốn đi liền luôn để mặc diện Tết thì chốt báo em này. Set này là set 3 chi tiết. Em còn duy nhất S thôi. Hết sạch rồi các chị ạ. Em sale là 990.000 đấy. Tại vì cái này của em ạ. Chờ đây nha, em mặc luôn nhá. Cái này sẽ 3 chi tiết, bên trong nó sẽ có một cái áo nữa. Em dơ một số cái chị làm chốt được luôn thì các chị đi luôn. Đấy ạ. Cái này nhá, em chỉ còn duy nhất S 55 cân đổ về em chốt đơn. 990.000 em sale. Đấy ạ, em chỉ còn một bộ size S hay hai bộ size S thôi là hết rồi. Đấy ạ. Đấy ạ. Để quá đẹp luôn, các chị biến nó thành một cái áo khoác độc lập, các chị mặc cũng được cho em nha. Nó có 3 chi tiết này. À, các chị biến nó thành một cái áo khoác độc lập cho em nha. Quá chất đông, bình thường một cái áo khoác này các chị mua đã tiền triệu rồi. Em nói thật sự luôn. Có 3 chi tiết, size F, chỉ có size F 55 cân đổ về chốt đơn 990.000. Cái này nhá, chị nhá, bên trong một cái áo bra, báo bra.
bình thường các chị mua đã khoảng 200-300 nghìn một cái áo bra rồi, đúng không? Cái áo khoác ở bên ngoài nữa các chị nhá, ở đây quần cả một set của em là 990 nghìn, em chỉ còn set size S cho chị nào khoảng 55 cân đổ về em chốt đơn, chị nào lấy thì chốt đơn cho em này. Em nhớ em chỉ còn một set hoặc hai set màu đen này là hết sạch rồi các chị nhá. Hôm trước em lên là các chị bao nhiêu chị ấy là các chị đặt hết rồi, bây giờ em chỉ còn một hay hai set thì đấy, chị nào lấy luôn thì đem tay đấy, mặc diện tết cho em nha, chất quá đẹp luôn. Set thể thao nhá, đây những cái set siêu cấp mà hàng VIP ấy, hàng này nói thật sự là nhà em á khách đã đặt nhiều vô cùng luôn đấy ạ. Một trong những set này em có màu trắng nữa, một trong ba cái mẫu màu trắng mà của cái set mà khách đặt nhiều vô cùng đấy ạ các chị nhá. Đây này, một set này này, đấy mẫu này em có màu trắng nữa. Chị nào lấy thì chốt đơn. Cái này màu trắng thì em chỉ còn size M. Em sale là 950. Size M 950.000 set này nhá, cũng ba chi tiết. Đấy á. Các chị có thể xem lại like hoặc xem trên ảnh fanpage hộ em. Cái này em chỉ còn size M, em sale là 950. 950. M25 hộ em. Cái kia là M24. Cái này là M25, em chỉ còn duy nhất size M. Chị có ba chi tiết là 2 bộ. Ba chi tiết, set bộ. Set bộ 3 chi tiết ạ. Set bộ 3 chi tiết nhá. Cái bộ này của em đẹp lắm. Đây, em biến mỗi cái áo khoác em khoác không thôi đã thấy chất rồi. Sau các chị cứ khoác mỗi áo khoác không với chân váy như thế này. Lúc nào thích mặc bộ thì mặc bộ, không thì biến. Đấy ạ, vì sao mà những cái set này của nhà em Nga này mà em nói thật sự khách thì em cứ đặt đi đặt lại đặt tái đặt hồi. Đấy ạ, mãi nó vẫn cứ hot, bởi vì sao? Em chọn set chứ không phải là cứ em set nào em cũng bừa đâu các chị thấy không? Những cái set em lên cho các chị đẹp ngất ngây luôn. Em mặc tách set cũng được, mặc rời cũng được. Em đang mặc mờ nhá các chị nhá. Thấy không? Nó đẹp ngất ngây như thế này. Các chị thấy nhá. Quần của nó đây. Đây là set bộ thể thao siêu cấp chị nào thích. Đấy, chốt đơn hộ em. Đấy. Set này không phải nghĩ luôn, chị nào lấy thì chốt đơn. Cái này em chỉ còn mờ thôi, mờ hình như em còn một bộ cuối cùng ấy. Chị nào lấy chốt đơn nhá. 950. Thì anh Phương Bình mở 24 thì cho em xin con nhận số điện thoại và cái đồ tiền của chị. Chị nào lấy thì cho em xin số điện thoại nhá. Riêng những cái set bộ này á, chị nào khách mới vui lòng chuyển khoản cọc em mới đi đơn. Khách mới á, riêng những set bộ này các chị mặc thích nhá, các chị vui lòng chuyển khoản cọc em mới đi đơn. Nói em nói luôn, bởi vì những cái dòng này của em Nga đây ạ, vì mỗi thật ra mỗi cái em chỉ còn một set hai set thôi, em sale lốt cho các chị để các chị nào mà thích các chị dinh đấy ạ. Nhiều chị hỏi em muốn sale lắm luôn nhá, nhưng mà hôm nay em còn một set hoặc hai set gì đấy em lên cho các chị, nên là đấy ạ, thì chị nào mà thích nhá, các chị vui lòng chuyển khoản cọc thì em mới đi đơn nhá. Set tay em cầm trắng này, hình như em còn một bộ cái mờ đúng hay sao gì đấy, đấy ạ, còn hôm trước em lên là hết rồi. Nhá. Là M25. Còn nếu mà chị lấy màu đen thì em còn size S cho chị nào là M24. Đấy ạ, được chưa? Đấy ạ, là hết nhá. Đấy ạ, em còn có vậy thôi này em. Đấy em sale hết cho nó gọn thôi, không còn đâu. Đấy ạ, các chị nhá. Đây. Ngoài ra có thêm này. Đấy ạ. Set này này, chị nào lấy này, em sale luôn cho các chị này. Đây. Set này này. Màu trắng này. Màu trắng này em còn đúng một chiếc, một bộ size S, một bộ size M hết luôn. Cái này em còn đúng một S, một M nhá. Chị nào lấy thì nhanh tay. Bộ này chị nào người nhỏ mặc đẹp cho em nha, em còn một S, một M. Em sale luôn cho các chị, sale luôn cho chị nào bộ lấy bộ này nhá. Comment em của em bộ này là 900.000đ, màu trắng. Bộ này là hai chi tiết, 900. M26. Y 890 cho nó đẹp. Số 890 M26. 890.000. Em có 1S, 1M thôi, còn hai bộ cuối cùng em sale lốt là 890. Chị nào ưng comment hộ em, có thể nhìn trên ảnh fanpage này em kéo lên tùy các chị. Đấy ạ, set này các chị nha, em đây em mặc này, em mặc cái áo thôi, dơ quần nhá. Những toàn những bộ gọi là bộ VIP ạ. Đấy, ai thích diện những bộ VIP này để mặc chơi Tết. Em chỉ còn 1-2 bộ thôi. Chị nào mà chốt, các chị chốt đi. Đấy. Đẹp lắm luôn, những cái này nó không bao giờ mốt, nỗi mốt. Bởi vì những set này, cái set những đây ba cái set này em nói thật sự em về không biết bao nhiêu, cứ về khách đặt lại hết, về khách đặt lại hết, không còn nên like nổi luôn cơ. Đấy ạ, đây các chị nhá, ba set này, đây set này, đấy ba cái set này là set cực kỳ hot nhà em, ba cái set bộ nỉ cực kỳ hot nhà em Nga. Bây giờ mỗi cái chỉ còn M24 em còn, em nhớ là em còn một hay hai set gì đấy size S. Đấy ạ, màu kia em còn một bộ size M, bộ này em còn một S, một M. Đó, giá này là 890 cho mã M26. Quần thể thao nhá, hàng siêu cấp hộ em. Chị nào lấy thì chốt đơn. Chị điểm tôn M24. Chị điểm tôn M24 là màu đen đúng không? Chị điểm tôn M24 màu đen đúng không? M24 thì chỉ có màu đen.
124 CS. Vâng chị CS ạ. 124 CS. Chị Bình Tôn và chị Bình Tôn đồng ý đồng chị Bình Tôn inbox vào trong trang chuyển khoản nhá chị Bình Tôn nhá. Chuyển khoản cọc luôn đi nhà em đi đâu mua. Chị inbox vào trong trang chuyển khoản cọc đây. Đây là bộ thứ đây là vẫn là cái bộ M24 nhưng mà nó là màu trắng. Có nghĩa là nhà em nga có 3 bộ màu trắng mà khách thích nhất. Nhưng bây giờ em cũng chỉ còn một màu trắng mà em còn một một set CS, một set M nữa thôi là cũng hết luôn này. Cái M24 ấy, đây em lấy luôn nhá. Đây. Cái này là M26 đúng không? M26. Cái này là M26, ok M26. Okay. Em bằng nốt M24 màu trắng này, lần nữa là xong rồi. Rồi đây nốt hết, hết rồi còn đâu nữa. Còn lại cái gì nữa thì hẹn các chị ra Tết. Đây ạ. Cái này là M24 nhưng mà màu phiên bản màu trắng các chị nhá. Đấy. Màu trắng này 990.000 hộ em xếp 3 chi tiết. M24 nhưng màu trắng á. Màu trắng này em còn 1S 1M thôi. 990.000. Đấy ạ, nó có gồm một cái túi này, một cái áo này nha các chị, một cái áo này và một cái quần này nữa. Đó, nên bộ. Đấy ạ, em lên những cái bộ này thì các chị nào mà thích các chị có thể ở phía bên ngoài này các chị chốt liền. Cái này này, đây ạ. Ba mẫu bộ trắng mà em vừa lên cho các chị M24, M25, M26, ba mã bộ mà với phiên bản màu trắng hot nhất của shop em. Ai mặc cũng thích, ai mặc cũng xinh, cực kỳ chất đấy ạ. Nhiều chị yêu là ngại trắng nhưng mà cuối cùng ba mẫu này em bán trắng không biết bao nhiêu bộ. À, các chị nhá, chị nào lấy thì chốt đơn. Hộ em mức giá cho em nga bộ em đang cầm là M24 nhưng phiên bản trắng ạ, cân nặng em lên là phiên bản đen. Giá là sale là 990.000. Em cũng chỉ còn 1S1M thôi. Chị nào lấy thì chốt đơn hộ em. Đấy là M24 trắng nhá. Đấy ạ. Là em hết những cái bộ siêu cấp chất lịch kiểu như thế này. Đấy ạ, còn lại gió thì em còn một set hai set gì đấy. Thôi thì chị nào ưng thì các chị có thể inbox, còn nếu mà không thì hẹn các chị ra Tết. Ra Tết thì bây giờ miền Nam thì những cái bộ mà tay ngắn tay kiếp các thứ là em không ship được rồi mà, đúng không? Em hát dừng em sợ là các chị không nhận được trước Tết, các chị có đồng ý thì nhận sau Tết thì bên em sẽ ship hoặc là sau Tết em mới đi. Còn lại là những cái mã gì khác thì còn gì nữa thì ra Tết hẹn gặp lại các chị yêu. Các chị yêu lại ủng hộ em nha nhé. Còn bây giờ thì em xin phép dừng live đây. Dạ, tối nay em có việc nên em không live được. Nên là em chỉ còn gặp với các chị lúc này nữa thôi. Dạ, cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Hẹn gặp lại các chị yêu vào năm mới các chị yêu nhé. Dạ, hẹn gặp lại các chị yêu vào năm mới. Còn bây giờ thì một lần nữa cuối live em Nga xin chúc tất cả các chị yêu cùng gia đình chuẩn bị bước sang một năm mới á, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, nhiều may mắn, nhiều tài lộc, mọi thứ đều suôn sẻ các chị yêu nhá. Và yêu thương em Nga. Thế ạ, còn gì nữa thì em ra Tết em sẽ vẫn có một số những mã nó lẻ mà em chưa kịp sale trong Tết, em sẽ vẫn tiếp tục sale cho các chị yêu nếu các chị yêu ưng. Đã, nên các chị yêu hãy để ý theo dõi like em Nga nhé. Bây giờ thì em xin phép dừng like tại đây. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Hẹn gặp lại các chị yêu. Chúc các chị yêu vạn sự như ý, thì sự như mơ, một năm mới gia đình an khang hạnh phúc. Cảm ơn các chị. Tạm biệt các chị. Nhớ các chị lắm luôn ý. Em nhớ lắm luôn, nhớ lắm luôn. Vì nghỉ dài. Cảm ơn các chị ạ. Đấy, lưu luyến các chị ạ, không muốn rời. Em đi đây, em cảm ơn các chị.